Rất vui gặp lại toàn thể quý thính giả trên kênh Đất Đồng Radio Truyện Ma Nguyễn Huy. Buổi tối phát sóng Truyện Ma Đêm Khuya ngày hôm nay, khi mọi người đọc cái tiêu đề của video, chắc hẳn là nhiều quý khán thính giả sẽ cảm thấy buồn, cảm thấy luyến tiếc. Ngày hôm nay chúng ta ở đoạn giới thiệu đầu này, chúng ta bắt đầu cho một video mới, nhưng cũng là điểm kết thúc của một chặng hành trình về một series mà quý thính giả của kênh đã yêu thích nhất, yêu quý nhất trong suốt một năm vừa qua. Với tập truyện đầu tiên là Sớm Trăm Bầu đã phát vào ngày 3 tháng 4 năm rồi. Như vậy là tới ngày hôm nay thì chúng ta đã đi được hơn một năm và một tháng rồi đó. Và chúng ta không nói nhiều về những cảm xúc đã động lại nữa. Bà con quý thính giả của kênh đã quá thấu hiểu rồi. Thì cuộc vui nào cũng sẽ đến lúc tàn cuộc. Và một chặng hành trình, nếu như có được điểm kết thúc, thì đó mới là một chặng hành trình thành công. Và suốt một năm qua thì chúng ta đã thành công như thế nào với series Hai Nguyệt? Kênh Đất Đồng Radio cảm ơn quý bà con đã ủng hộ. Và chúng ta cũng cùng cảm ơn Quỳnh đã cho ra những tác phẩm thật hay để phục vụ chúng ta trong suốt thời gian vừa qua. Thật ra thì cái hay của series Cô Ma Hai Nguyệt này đó là Quỳnh. Và bạn ấy vẫn còn ở đây và sắp tới sẽ cho ra mắt nhiều những tác phẩm mới trong tương lai. Và chúng ta sẽ có những chặng hành trình hoặc là những tập truyện thật là hay, thật là thấm đượm chất Nam Bộ như bạn ấy đã từng làm trong suốt thời gian qua. Quý thính giả hãy luôn ủng hộ cho Quỳnh nhé. Theo dõi trang Facebook của bạn ấy, Huy đã để đường liên kết trong phần mô tả của video. Và ngày hôm nay chúng ta đã đi đến chặng cuối của hành trình độ hóa vong hồn của cô ma Hai Nguyệt, hay nhiều hơn là của hành trình của chiếc ghe muối của ông Hai Trầm. Biến loạn Sớm Trăm Bầu, xin mời quý bà con cùng theo dõi. Một đêm trời tối như hũ nút, trên con kênh nhỏ uốn lượn giữa hai xóm, một chiếc ghe đang chậm chậm trôi xuôi. Người lái ghe đã đi ngủ từ lúc nào rồi, chỉ còn lại những tiếng xì xầm to nhỏ trên đó. Có một kẻ lên giọng đàn anh nói: "Ê tụi bay, trời cô bộ tối quá à. Tao sẽ ra làm một trái cầu lửa để rọi cho tụi bay thấy đường mà đi nè." Một giọng con gái cất lên phía mũi ghe, nghe có vẻ dịu dàng nhưng đầy nghiêm nghị. "Thôi, làm ơn làm phước đừng có báo đợi giùm tao cái, để cho ông già ông ngủ đi." Thằng nọ trề môi, nói nhỏ với hai đứa kia: "Nè nè, tụi bay coi tao nè. Ừ, đại ca ơi, bé thấy mình lên bờ chơi đi, ngồi đây chơi bé nghi bị ăn đạp á. Ông mời đại ca, hàng mập ngồi đúng rồi. Mà tụi bay quá, có sao đâu mà." Thằng nọ liền vận lực tạo ra hai trái cầu lửa xanh dần, bự như hai cái nồi cơm của ông già lái ghe. Nó tải qua tải lại trước hai cặp mắt tán phục của tụi đàn em. Bất chợt nó chụp hụt, cả hai trái cầu lửa rớt xuống cái ao. Hai đứa hai bên bụm miệng mà ré lên trong cổ họng. Chuyến này trái cái ghe là ăn cám luôn, chứ không có ăn cháo nữa. Nhưng không, hai trái cầu lửa đó thực ra chỉ là lửa ma trời, làm gì cháy được đồ vật của người dương. Hai đứa nọ thở phào nhẹ nhõm, thằng anh lại hứng chí mà giỡn nhầy. Nó lại vận lực thêm một lần nữa, ở đằng này mà muốn gỡ cái cây đèn treo bên hông ghe ở đằng kia. Nó gồng sức tới rung tay thì gỡ được cây đèn. Nó làm cho cây đèn bay qua bay lại trên ghe. Có một người đi giăng câu đêm ở mé bờ chợt nhìn thấy cảnh tượng đó, ổng mới la làng lên là bớn bà con nội ngoại dòng họ hai bên có mà. Trời ơi, ba thằng trên ghe cười ngặt nghẽo. Thằng anh lo cười quên mất vận lực giữ cây đèn, thế là nó rớt xuống cái bụp, dầu lan ra bắt lửa cháy nghi ngút. Mà xui cho nó là rớt vô cái đống chổi của ông già chất ở giữa ghe. Dòng cái thứ chổi dừa mà gặp lửa
nó cháy mụ nội ai dập cho được. Phá vài cây cũng đỡ đi, đằng này nguyên một đống. Ông già bán ế cả trăm cây chưa biết bán tới khi nào mới hết. Bây giờ thì ngon rồi, khỏi bán luôn cho khỏe. Trời ơi, tức quá trời tức rồi. Ít thì báo ít, mà nhiều thì báo nhiều. Sao nó không cháy hết cái ghe luôn đi, rồi cho tôi chết luôn đi, khỏi sống mà dòm bản mặt mấy người nữa. Bộ nghĩ ngồi gục đầu ở đó là hết tội hả? Bây giờ thì coi đi, coi cái ghe nó còn tra hồn xác gì không. Hai Nguyệt cũng ngồi gục đầu kế bên ba đứa ung dông kia. Lúc đó bà đâu có hay cái gì, bà đang thiền định, thấy mình đi tới một nơi sắc vàng chói sáng, gặp đúng cái người mà lần trước xưng là mẹ của mình. Nguyệt thấy vui lắm, chạy tới ôm chầm lấy bà. Bà cười cười vuốt tóc cô, rồi cho cô một viên linh châu màu xanh mà dịu dàng căn dặn: khi cần kiếp, con hãy lấy máu nhỏ lên linh châu, ta sẽ tới với con. Rồi bà đặt tay lên trán cô. Nguyệt mở mắt ra thì đã thấy chiếc ghe biến thành biển lửa, ngồi trơ trơ ở đó để cho tài sản của ông già bị phường báo đời nó hủy hoại thì đúng là có lỗi thiệt sự. Ông hai chửi đã đời thì cũng thôi, còn người là còn của. Cái ghe bị cháy xém thôi, chứ ông với mớ vàng lận trong tắc lưng thì có làm sao đâu. Thấy cũng không còn gì bán, lại đi gần sớm miễu sập rồi, ông hai quyết định dòng về đó để thăm mọi người. Lâu rồi không có về, chắc mọi người cũng trông ông dữ lắm. Sáng đó bà Năm Trầu thức dậy lúi húi quét sân. Công việc này bà không cho Hương làm. Bà nói cầm chổi quét nhiều chai hết tay cháo của bà. Bà chỉ cho Hương nấu cơm rồi dọn dẹp này kia. Quét một thôi một hồi, bà đứng lên đấm tùm tập vô cái lưng già đang cứng đơ ra vì mỏi. Chợt bà giật bắn mình vì có ai đó đứng lù lù ở trước mặt bà. Bà Năm định thần vài giây rồi quăng cây chổi nhào tới ôm lấy người đó mà khóc trời lên: cái đồ quỷ anh hai, anh đi cái gì mà lâu quá trời quá đất vậy không biết nữa, em nhớ anh muốn chết à. Coi cái con nhỏ này, mới gặp hồi Tết nè, mày mặn như tao đi mấy năm vậy mày. Hương trong nhà tự nhiên nghe tiếng bà Năm khóc hu hu thì tưởng có là chuyện chi, bỏ ngang nồi cơm đang sôi ùn ụt mà chạy ra. Thấy ông ngoại đứng đó cười khà khà, con nhỏ quên luôn trời đất, nhào tới ôm lấy ông cứng ngắc. Gia đình gặp nhau mừng mừng tủi tủi. Bà Năm thở dài: ai, anh hai hổng về sớm, bà xui em á, má con duyên đó anh hai, bà theo ông bà hồi tháng trước rồi, ngày mơi là đúng thất thứ ba của chỉ luôn đó anh hai. Nghĩ cũng buồn, nhưng mà sanh lão bệnh tử biết sao nói. Tiếc là vợ chồng nó chưa kịp có cho bà cháu ngoại ấm bồng. Dạ rồi mà, ai cũng phải chết thôi. Lát nữa tao qua đốt nhang bàn thờ. Ủa bậy, đốt nhang bàn thờ cho bà. Nữa tao có chết thì bay đừng có chôn tao nha, thiêu đi rồi rải tro xuống sông này, để giờ tao được gần gũi với em út con cháu, mà còn được gần sông nữa. Thôi thôi mệt cái miệng xui xẻo quá à, phun nước miếng nói lợi đi, mới sáng sớm nói tầm bậy tầm ba không à. Ủa mà tao nghe cái gì khét khét vậy Hương? Ê, thấy màu rồi, cái nồi cơm của con. Vậy là bữa đó con heo nhà thằng Tèo được hưởng sái nồi cơm của Hương. Thằng Tèo nó cười mà cái miệng còn chút nữa máng lên lỗ tai luôn vậy đó, đỡ một bữa nấu cháo heo mà. Ông hai về, cái sớm miễu sập vui còn hơn Tết. Ai nấy xúm xích hỏi han đủ thứ, nói từ trưa tới chiều không hết chuyện. Tới giờ cơm chiều mà cũng chưa có ai ý định muốn về hết. Bà Năm biểu mấy đứa nhỏ đem son nồi ra nấu một bữa cơm đại gia đình đi, cả sớm ăn chung mà mặc sức nói chuyện. Ai nấy vỗ tay hoan hô không ngớt. Người góp cặp gà, người cho cặp vịt, tao nói rau lá ê hề, mặc sức nấu.
Ở ngoài sân người lớn trò chuyện rôm rã. Ở ngoài sau thì tụi nhỏ vừa nấu ăn, bàn nhau tối nay gặp lại nguyên sói hai nanh, không biết sẽ chơi cái trò gì. Mà đâu có cần phải đợi lâu. Mới chiều chạng vạng là ông hai nói nhỏ với tụi thằng Tèo là có chiến hữu muốn gặp. Hẹn nhau ngoài đống trơm nhà bà Năm. Ông còn đe: "Nè, bữa nay mà chơi ngu đốt đống trơm à, là tao quánh thấy mụ nội nghe không?" Tụi nó dạ rơn, quýnh quán chạy ra thiệt mau. Con Thia nè, thằng Đỏ, thằng Giấy Thang nghe lệnh triệu tập của thằng Tèo thì đã có mặt từ chiều. Thiếu thằng Đậu nên cả đám thấy trống vắng lắm. Bước ra chỗ hẹn, hết thảy đang hí hửng thì khựng lại rồi lui ra mấy bước, vì trước mặt tụi nó, bên cạnh nguyên soái hai nanh, có hai cái bóng dị hộm nhìn thấy ớn muốn chết luôn. Thế vậy hai nanh mới cười hơ hớ mà ngoắc tay: "Mấy đứa lại đây đi, đừng có sợ. Cái là mấy cái thằng em mà anh thâu nạp được gần đây đó. Yên tâm, chơi với tụi nó vui lắm á." Cả đám ngồi nói chuyện trên trời dưới biển. Nanh kể cho tụi nó nghe mấy cái chuyến phiêu lưu đầy nguy hiểm, nhưng cũng vui không kém. Cả đám mắt tròn, miệng há hốc theo từng câu chữ của cha nội Nanh. Có mấy khúc thằng Chả Thêm thắt vô, hai đứa kia định phản bác thì bị tống cho một đạp lăn cụ. Tụi nhỏ thấy hai con quỷ mới cũng dễ thương, cho nên mau làm thân lắm. Quỷ Cá Mập rủ tụi nhỏ bữa nào xuống biển chơi, về địa bàn của nó là nó bảo kê hết luôn, đố con cá nào dám bước lên bờ kiếm chuyện với tụi này. Mặc cho cái đám lôi nhôi ở đó bà qua chích chòe, Nguyệt đi qua bên cái miễu cũ bây giờ đã được người ta dọn dẹp sạch sẽ. Chỗ hang trắng không biết ai đó cẩn thận để cái bảng là khu vực cấm. Nguyệt tới vỗ nhẹ nhẹ lên miệng hang, ngay lập tức có tiếng khè khè đáp trả, rồi một cái đầu đen thui trồi lên. Phía trên đỉnh đầu nó có một cái mồng đỏ chót như mồng gà. Nó bò hẳn ra khỏi hang rồi bò vòng quanh Nguyệt, ngóc đầu lên cao gật gật như chào đón. Hai Nguyệt gật đầu cười khen thầm nó mau lớn. Con còn lại giống hệt con này, nhưng kích thước lớn hơn một chút cũng đã có mặt. Cả hai bây giờ có thể giao tiếp được với Nguyệt. Cô hỏi: "Sao ta thấy hai người có chút quán khí lẫn dẫn trên đầu vậy?" Rắn đực khè khè đáp lời: "Ờ, không giấu gì cô. Mới tầm 10 ngày trước, có mấy tên không biết tốt xấu tới đây, ý muốn pha hàng của chúng tôi. Tôi đã định cắn chết một đứa, nhưng mà vợ tôi không cho. Tụi nó hết đổ nước vô rồi lại ung khói. Thiệt là phàm phu tục tử mà." Quyệt cười hiền mà nhỏ nhẹ nói: "Vợ ngươi làm đúng đó. Thôi thì cứ bỏ qua cho tụi nó đi. Từ nay cho tới ngày đi, nếu tụi nó còn dám tới phá, ta sẽ ra tay trừng trị một lần cho tởn tới già luôn. Mình đã quyết chí tu hành thì phải biết khoan dung độ lượng đối với những kẻ trần mắt thịt. Từ nay hãy làm hang với thế hiểm hóc hơn đi, khó phá hơn, để có thể chuyên tâm mà tu, được không?" Hai con rắn gật đầu rồi chui trở lại vô hang. Nguyệt mỉm cười quay bước đi một vòng quanh xóm kiểm tra động tĩnh. Giờ này mọi người đã ngủ say, tụi lôi nhôi đã ai về nhà nấy. Xóm miễu sập chìm trong một không gian yên bình, mát lành. Thằng Tí Anh hớn hở chạy tới cầm tay hai Nguyệt. Nó mới từ chỗ má nó trở về. Hai cô cháu tung tăng trong đêm vắng mà nói chuyện luyên thuyên. Nó kể Nguyệt nghe hôm nọ mấy thằng tới câu rắn là mấy cái thằng xóm bên kia. Có lần rắn đực bò lên bị một thằng phát hiện cho nên muốn thử vận may. Tụi nó lén lút sợ người trong xóm biết cho nên toàn làm ban đêm thôi. Hình như tụi nó còn chưa bỏ cuộc đâu, vẫn còn muốn quay lại lần nữa. Nguyệt chỉ thầm cười: "Ờ, tới đi rồi thấy cái cảnh." Ông hai dự tính ở lại một tháng lận, cho nên tụi nhỏ vui lắm, đêm nào cũng vẫn y đùng. Bà Tám má thằng Tèo than: "Cái đà này à, tôi nghi là mai mốt tụi nó đẻ con ra cho mạnh cha cha chơi, mạnh con giỡn quá. Có khi chơi hăng quánh lộn luôn cũng không chừng à."
Mặc kệ ai quở, băng đảng xóm làng tập trung chơi quên trời quên đất ở ngoài ruộng của ông Út Lởn. Thằng Đỏ lên tiếng trước. Ê, hay là mình chơi u đi tụi bay. Bây giờ tụ xì đi, rồi bắt bộ ha. Bà cái dòng liếc muốn lọt con mắt ra ngoài. Tụi mày người ta có hơi mà chơi u. Tụi tao là dòng, hơi đầu để u. Tao u vô cái mỏ ác của mày bây giờ, cái thằng quỷ mắc dịch. Nguyệt ngồi trên đọt bạch đàn cười ha hả. Tụi hai nanh bị quê một lần. Thằng giấy thang thấy vậy liền chữa cháy. Không mấy quánh trận giả đi. Không nữa thì leo dừa, nhảy bánh tráng đi. Hai đứa mập chi thẹo được mặt ra. Thằng ôm này chắc phải cho nó mấy đấm. Nó đòi cái trò mắc dịch gì đâu không à. Tụi nó quê một, hai nanh quê tới mười. Vì nhắc tới mấy cái trò đó là nhắc tới kỷ niệm đau thương của thằng chả mà. Nguyệt cũng nhớ cho nên càng cười tợn hơn. Nanh miếu máu chạy lại ôm lấy gốc cây mà rung. Chứ hại có tội đi không? Em rung cho cháy rụng xuống luôn bây giờ đó. Nguyệt đang cân cười thì làm sao mà nín được. Cười tới nỗi mặt cha nội Nanh giận tím lè luôn. Thấy không ổn, Nguyệt bèn biến đi chỗ khác mà cười. Không biết bà đi đâu mà âm thanh hí hí cứ vang động lên từng chập. Thôi kệ đi, khuất mắt nó cũng đỡ quê được một chút. Rồi hết thảy lại trở về chuyện chính là bài trò để chơi. Sau một hồi suy nghĩ thì cả đám quyết định chơi tạc lon. Cha nội Nanh đúng là đi chơi không coi ngày. Lay quay kiểu gì mà thằng chả lại là đứa giữ lon. Cả đám đứng đằng kia cười lên hí hí. Con thẹo tai đâu mà chơi, nên đành chạy tới chạy lui chung với tụi kia cho có tụ vậy thôi. Vẫn là quy định mấu chốt, hiện hình lên mà chơi để cho nó cân xứng với anh em đồng đội. Quỷ cá mập ghé miệng vô lỗ tai thằng Tèo mà nói nhỏ. Ê, nói nghe nè Tèo. Hay mình chơi ăn gian đại ca đi. Bé chạy chậm nên là chỉ cần đứng chỗ cho lật lon thôi. Mày chạy lên đó hốt giùm chiếc dép của bé về là được. Kế hoạch được lập. Mấy đứa nó nhìn nhau cười khá ố. Hai nanh đâu có biết sự thật phũ phàng đó, cứ cắm đầu mà giữ cái lon. Giữ muốn khờ cái đầu luôn mà chưa bắt được đứa nào hết. Cứ vừa định thộp áo một đứa thì cái lon đã bị đứa khác chội văng tích mù. Thằng chả tức mình, bây giờ không lẽ nghỉ chơi thì nó kỳ. Thằng chả sau một lúc đắn đo thì quyết định chơi ăn gian. Lấy một khúc cây thủ sẵn trong tay. Lúc tụi nhỏ không để ý thì cắm xuống rồi úp cái lon lên. Hà, anh đố tụi mày chọi được luôn đó. Rồi cái khúc quyết định cũng tới. Hết thảy đều không thể chọi ba cái lon. Đứng thôi thớp chờ chết trên sân để dép. Thằng mập vẫn không nao núng. Sử dụng chiêu phi dép bách phát bách trúng của mình mà làm một cái thiệt chuẩn xác. Nó chọi hay tới nỗi cái lon bị giữ bởi cái cây rồi mà vẫn bay ra khỏi vòng, lăn lông lóc phía xa. Cha nội Nanh quýnh quán chạy tới để hốt cái lon ụp lại chỗ cũ. Thì thấy tụi nhỏ đã hốt dép chạy tứ tán. Thằng chả cũng víu dò chạy loạn luôn. Chạy làm sao đạp cái bụp vô cái cây cắm ở đó để giữ lon. Mặt thằng chả đen lại, ngồi thập xuống cốc lăn cốc lết luôn. Lại một tràng cười ré lên bên mé ruộng. Là Nguyệt chứ ai. Không biết bữa nay bà bị té trúng ở đâu chạm dây cười mà bà cứ cười hoài không có ngưng được. Tụi nhỏ đang ăn mừng chiến thắng, thấy hai nanh như vậy thì cũng giật mình chạy tới coi ngó. Thằng chả được nước nằm dạ khóc la làng. Hai Nguyệt chậm bước tới để dỗ dành thằng quỷ mít ướt mấy câu thì chợt bên tai nghe văng vẳng tiếng khè khè của cặp tráng miểu. Bây giờ trời đã tối dần chuyển về khuya rồi. Có một đám thanh niên tay cầm giá đào đất, gậy gộc, chĩa sắt, kéo nhau lẳng lặng đi về phía cái hang trắng trên nền miễu. Tụi này bữa trước không bắt được cặp trắng thì tức lắm, quyết tâm phải bắt cho bằng được mà lấy le với tụi sớm bảnh. Mấy thằng khuyên can đừng có động tới cặp trắng là tụi nó cho ở nhà hết. Bây giờ bốn thằng kéo nhau đi là đã đủ để hành động rồi. Một thằng xin được bài thuốc của ông thầy chuyên bắt trắng. Không biết nó là cái gì, chỉ thấy nó là dạng bột.
Ông Biểu lấy cái đó thoa lên tai, rắc một ít vô hang, rồi dỗ dỗ ngoài miệng hang một hồi là rắn tự động bò ra đưa đầu chịu trói. Nghe thì có vẻ hấp dẫn em, nhưng phải kiểm chứng mới được. So ra thì cách này nhẹ nhàng êm ái, không sợ bị người dân phát hiện. Tụi nó xúm nhau ngồi quanh miệng hang. Một thằng làm đúng y như ông thầy bắt rắn đã chỉ. Quả nhiên chỉ một chút sau, ở trong hang bắt đầu có động. Có tiếng khè khè của rắn cất lên, tiếp theo là tiếng sột soạt. Sột soạt, nghe rất là gần. Mới đầu tụi nó nghe trong hang, sao lại nghe đâu lòng vòng dưới mé lá, rồi trong bờ sậy nữa. Hai ba đứa bắt đầu giáo giác, chỉ còn mỗi cái thằng ngồi ngay miệng hang là chăm chú quan sát, không để ý gì tới xung quanh. Tới hồi nghe tụi bạn nó ú ớ dữ quá, tiếng lết đi rào rào ở dưới đất đồng loạt cất lên. Nó lúc này mới chịu để ý, ngoái đầu lại dòm, thì nó té luôn xuống đất, nước từ trong người chảy ra lên láng. Trước mắt nó bây giờ là một con rắn vô cùng to lớn, chắc phải lớn hơn cái cột đình. Nó há miệng đưa hai cây nanh dài ra như hai mũi chĩa mà khè lên một tiếng. Tụi đằng kia lết hết nổi lật ngang chết giấc luôn. Còn mỗi thằng này có lá gan khá lớn, nó ú ớ lấp bấp không rõ đang muốn nói gì. Đột nhiên con rắn khổng lồ cất lên tiếng người. Dám động tới con ta, các người muốn chết sao? Nó trường tới gần, thằng nọ giải lên đành đạch vì kinh sợ. Bây giờ muốn quỳ lại cũng không còn đủ sức nữa. Con rắn quay đầu bò đi, một cái vẫy từ trên thân nó rớt ra bự như cái chén. Thằng nọ mới lén lượm lên mà bỏ vô túi giấu đi. Lát sau khi thấy bề đã yên, tụi nó tỉnh tuồng đập vai nhau mà bò lết đi về. Kể từ bữa đó, người trong xóm thì không ai động địa gì chỗ đó xưa nay rồi. Còn riêng mấy xóm khác thì dứt chạc luôn, cho dàn cũng không dám héo lánh tới để làm chi nữa. Nhìn cái vẫy trên tay thằng quỷ kia thì biết nó nói không có xạo về con rắn bên miễu biết nói tiếng người. Ai đâu mà ngu tới nỗi đâm đầu vô đó để tìm chết chứ. Hai Nguyệt cũng cao tay thiệt, đóng một màn kịch ngắn vậy thôi mà bảo vệ hai con rắn an toàn gần như tuyệt đối. Cũng thời gian này, ở bên xóm Trăm Bầu. Bà Tư Bút, bà hay tin gì chưa? Gì mà cô Sáu mày làm ra bộ nghiêm trọng vậy? Vậy là bà chưa có hay gì phải không? Để em thuật cho bà nghe. Thằng Nâu nó cặp với con Tú Mai bán cà phê đằng công trình á. Con Quyên nó hay được, nó cắt cổ tay tự tử. Mà mới cắt một cái thôi là bà ba bà hay được, bà chở đi trạm xá mai mười mấy mũi á, chứ không là xanh cỏ rồi. Trời đất ơi, cái gì mà ghê vậy? Phải không đó? Tánh con Quyên nào giờ đâu có vậy đâu. Ai mà biết được bây giờ nó lớn nó khác. Ta nói mấy cái đứa như vậy đó hà, mốt yêu đương rồi ăn cơm trước kén đồ đó. Bà Tư ngồi tặng hắn lia lịa, ý biểu bà Sáu đừng có nói nữa. Mà bà đang cân hăng sao dừng lại được. Bà tặng hắn không được thì chuyển qua hoa. Bà Sáu vẫn cứ thao thao bất tuyệt. Rồi cái thằng kia cặp bồ cặp bịch đó chị Tư, cái là tự tử, vì trai mà báo cha báo mẹ. Như em Tư thấy khỏe không? Em Sáu sao sao? Nghe tiếng nói đằng sau lưng mình, bà Sáu rau cải quay lại. Vừa hay bắt gặp ánh mắt hình viên đạn của Quyên đang nhìn chằm chằm vô người mình mà nở một nụ cười giả trân. Con biết sao mà tới giờ Sáu vẫn còn trong trắng rồi đó sao? Sáu đặt chuyện quá trời đi. Người ta sợ cưới Sáu dịa rồi mần không đủ tiền trồng răng cho Sáu á. Ê, ê, cái con hổn mày. Con nói thiệt chứ hổn gì. Bà Tư Bốn thấy tình hình căng quá thì nhảy vô giải vây cho bà Sáu. Ủa mà con kiếm từ chi đó con gái? Dạ mẹ con biểu qua mua chục trứng vịt lộn Tư, Tư lấy cho con đi.
để tự lấy cho. Mà cái tay mày bị sao vậy con? Mần cái gì mà quấn băng trắng tươi vậy? Quyên nhìn xuống dưới tay mình mà cười cười. Số là mấy nay cứ nghe mấy cái thằng cha đàn công trình chọc nâu với con nhỏ Tú Mai bán cà phê. Quyên để ý thấy con nhỏ cũng ra chiều dê dãn nâu dữ lắm. Nâu thì không có phản ứng từ chối, cứ cười cười với nó hoài. Nghĩ tới là tức, Quyên đập cái tay xuống dán, quên mất mẹ là mới mua chiếc chồng mã não đeo ở đó. Xui làm sao mà cái vòng nó bể, nó ghim vô sâu hút. Vậy đó mà mấy má sớm này đồn Quyên thất tình, cắt tay cắt chân tùm lum tùm la. Quyên nói với bà Tư: con làm bể chiếc vòng nó ghim vô tay con, chứ mà cắt tay thiệt á, chắc có số người mừng lắm. Quyên nói xong trả tiền rồi tự giả đi về. Bà Sáu mặt sững ngắt cũng đi về tưới rau. Cái sớm này vậy đó, một là đồn lên tới 50 lần. Bởi vậy bà nào bà nấy miệng muốn lên tới cái mép tai. Mấy nay có ông chủ thầu nào chơi lớn, đấu thầu được cái miếng đất bên Cù Lao ông Chánh, nên quyết định mở khu du lịch sinh thái. Ở bên Cù Lao mấy ổng đang cải tạo lại đất trồng cây xanh, cây ăn trái các thứ, lại còn xây dựng mấy cái cảnh quan nhân tạo. Bên đó ngày đêm ì đùng đèn đuốc sáng trưng. Còn bên này thì cũng bắt đầu thi công một cây cầu nối dài từ đất liền qua tới Cù Lao để phục vụ cho việc lưu thông qua lại. Dự kiến sẽ là một công trình du lịch hoành tráng nhất từ trước tới nay ở cái xứ này. Cái xóm Trăm Bầu này cũng đã thay đổi rất nhiều. Ông chủ thầu đầu tư hẳn một con đường trải đá quanh xóm, không còn cái cảnh đường đất trơn trượt, mỗi khi tới mùa mưa là sình ngập mắt cá chân. Tụi con nít đi học chụp ếch ạch đuổi, mình mẩy sình bùng. Tuy nhiên xóm vẫn giữ lại những nét mộc mạc xưa cũ để thu hút dân du lịch. Người dân cũng bắt kịp thời thế, nuôi trồng cải tạo cảnh quan xanh mát đẹp đẽ. Miếu cô Hai vẫn giữ nguyên bên bụi tre nhà thằng Nâu, nhang khói quanh năm ấm cúng lắm. Thằng Nâu cũng là đứa chịu khó, nó xin được một chân lái ghe vận chuyển vật liệu cho công trình. Việc nhà nó giao lại cho Tím Năm, lâu lâu được nghỉ một ngày nó chạy về nhà phụ mẹ thăm con Quyên. Hai đứa tình cảm quấn quýt lắm. Hồi tháng 2 mới làm đám hỏi xong thì thằng Nâu nhận việc đi suốt, ít có thời gian ở nhà. Hai nhà gần nhau cho nên con Quyên cũng tới lui với Tím Năm. Từ từ nó cũng kêu được Tím Năm bằng mẹ rồi. Mỗi tội hai đứa nó cứ quên, lại mày tao, bị nhắc thì kêu là anh em, ai cũng cười hai đứa nó suốt. Bữa nay thằng Nâu được về nhà, hay con Quyên bị đứt tay, nó xích xoa. Sao không cẩn thận gì hết trơn vậy? Trời, em còn đau không? Đau sao không đau? Hên là tôi mới bị đứt nhiêu đây thôi đó, cho nên tôi bỏ qua ăn nè. Tôi mà đứt gân cái gì á, là anh với con Mai ăn đạn nặng thun của tôi mệt nghỉ luôn á. Cái gì có con Mai trong này nữa? Tao, lộn, anh có dính líu gì nó đâu. Chờ dính líu á, tôi khấn cô Hai về rút lưỡi hết một cặp luôn á. Nghe thấy ớn, thằng Nâu cười hề hề vuốt giận con nhỏ vợ bà chằng. Ai biểu mình thương nó làm chi, ăn hiếp chút đỉnh cũng không có sao. Hai đứa đang ngồi rù rì thì một thanh niên chạy tới kêu: Nâu ơi, đang cần gấp mớ cự trạm á mày, anh Chiến biểu mày đi kìa. Tôi ra liền. Thôi anh đi nha, bữa nào về anh mua cho em cái kẹp tóc ha. Con Quyên cười nhìn theo bóng lưng thằng Nâu chạy đi. Nó khẽ vuốt tóc mình, cái đuôi tóc tới eo rồi, mốt đánh tóc cô dâu chắc đẹp lắm. Thằng Nâu thì vừa đi vừa nghĩ tới nụ cười con Quyên. Chàng ơi, sao mà nó đẹp kỳ cục. Hai đứa sau này mà đẻ con chắc đẹp thấu trời xanh. Vừa cười, thằng Nâu vừa khởi động máy để lui ghe chạy đi. Ở bên kia cái sáng mút đang rì rầm, chợt rồ lên một cái thiệt lớn, làm ai nấy cũng giật mình nhìn qua. Có thứ gì đó nằm ở bên dưới cái hố mà mái đang đào. Nó cuộn lên một cái rồi phóng giọt đi. Nhưng xui cho nó là nó lướt ngay tới cái chân vịt mái ghe của thằng Nâu đang rồ lên bên kia. Máu loang ra một khoảng nước. Thằng Nâu ngơ ngác tắt máy, tưởng mình quấn trúng ai rồi. Mặt nó tái hẳn đi, hoang mang tột độ.
Bên kia mọi người cũng dừng ngay công việc đang làm. Ông lái sáng mút trỏ tay mà la lên: Nó đó, con rắn. Má ơi, con rắn tổ mẹ luôn tụi bay. Ai nấy mặt mày xanh giận. Rắn gì mà bự dữ thần ôn vậy? Đâu có ai dám mò xuống coi nó chết chưa. Ông lái sáng mút mới quay cái cần, quơ xuống nước mò thử. Kéo qua kéo lại mấy bận mà không có động tĩnh gì. Người nào người nấy lo sợ vô cùng. Rắn là loài thù dai, hơn nữa nó lại lớn như vậy, thì nếu nó quay lại chỉ sợ không kịp trở tay. Hết thải đang im lặng quan sát thì có một người phát hiện gần mé bờ có ít máu với bong bóng nước nổi lên. Cả thải nhìn nhau, mỗi người rút một thanh sắt mà thủ thế, tay run lên vì sợ. Bây giờ mà không tìm cách giết nó thì nó cũng quay lại giết mình mà thôi. Một anh chợt nảy ra ý kiến, lấy một cây tre khô kẹp dây điện vô, rồi dí đầu dây điện xuống nước ngay chỗ cái máu đang loang kia. Cây tre vừa cắm xuống thì rào một cái, một con rắn chắc tầm vài chục ký nó lộn nhào ở dưới, nước sình cuộn lên đục ngầu. Mọi người còn nhìn thấy được phần sống lưng của nó bị chân dịch mái chém đứt ngang, hở một vết bầy nhầy khá lớn. Anh Thế chính là người ra ý kiến chích điện con rắn. Giờ này anh bạo gan cầm cây tre lên chích ngay vết thương của nó. Con rắn đang lăn lộn thì ngay đơ một chút rồi sủi lên. Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Anh Thế chính là người cầm dao chém mấy phát lìa đầu con rắn, vì sợ nó tỉnh lại bất tử thì chết lớn. Cái đầu của nó cả mấy kilo, người ta chất lửa đốt, mình nó thì hè nhau lôi lên bờ xẻ thịt để mà nhậu. Anh Thế kêu: Ê đâu, đi xiết về nhậu thịt trắng nha mày. Thôi, em có ăn được thịt trắng đâu mà đủ. Thằng Nâu trả lời mà miệng nánh bò cạp. Ở cái xóm này nó là cái đứa nổi tiếng sợ rắn. Con nhỏ nhỏ thôi thải vô mình nó là nó xỉu ngang. Đằng này còn là con rắn tổ chản nữa. Hồi nãy mấy ổng bắt rắn mà nó núp ở trên cái mui ghe, nó rung như con cua nướng. Anh Thế ổng biết nên chọc nó chơi vậy thôi. Nhà nào ăn được rắn mấy ổng cũng chia phần hết, vậy mà còn lại một đống, nguyên đội ăn mấy ngày trời. Có vài người bàn thôi là bàn, nào là mấy cái thằng này liều quá, bắt rắn lớn như vậy biết đâu là rắn tu. Có khi nó thành tinh rồi quay về báo thù. Có người lại nói rắn nó đi một cặp, giết con này thế nào con kia cũng sẽ quay lại mà trả thù cho bạn tình của nó thôi. Nghe người ta nói vậy thì mấy ông này cũng quận, nhưng mà lỡ ăn xong hết rồi còn đâu mà nhả ra được nữa. Thấy mọi người lo lắng, cái ông lái sáng mút của đội chính là cái ông mút trúng con rắn hồi bữa. Ông cũng khá lớn tuổi, ông tên là Yên. Ông cười hơ hớ, vỗ vỗ vô cái bụng vệ của mình. Tao ăn nhiều nhất nè, tao cũng chờ chừng nào nó dạch bụng tao mà chui ra được thì tao tin. Còn không hả, tao cho nó chui ra đường khác. Ai nấy cười lên rần rần vì cái câu nói tào lao của ổng. Tối đó mọi người đang ngủ trong trại thì nghe tiếng la hét ầm trời. Ai cũng bớ sớ đâu có biết chuyện gì xảy ra. Chui ra nhìn quanh quất thì thấy ông Yên ổng đang bò lết ra phía ngoài mấy cái hố đằng công trình. Ổng vừa lết vừa la: Bớ người ta có rắn, tụi bay ơi, bắt rắn lại đi, tụi bay ơi, nó bò theo tao nè. Ổng la lết một chập, mọi người thấy kỳ quái cho nên mới đi tới trấn an. Ai dè chưa kịp tới nơi thì ổng đã bỏ chạy, chạy loạn, chạy càng. Và kết quả là rớt xuống dưới cái hố cọc lộn xộn, vừa cây vừa sắc nhọn chôm chổm. Ổng la hét, cố sức thoát ra cái hoàn cảnh đáng sợ đó, nhưng vô ích. Tiếng la của ổng như một nỗi ám ảnh trong suốt nhiều ngày sau đó. Khi mọi người chạy tới, nhìn thấy ổng nằm sấp, không thể ngồi dậy vì nhiều thanh sắt đã ghim sâu vô người. Tiếng kêu của ổng bắt đầu nhỏ dần. Mọi người tìm cách để kéo ổng lên, vừa làm mà tay vừa run vì quá sợ. Bụng ổng bị tét một đường dài không biết do cái gì gây ra, ruột sổ ra cả mớ.
mọi người phải lấy một cái thau nhỏ để úp lại. Trên người ổng chi chít vết thương. Lúc mấy anh kia khiêng ổng đi, ổng còn thều thào: Rắn bầy ơi, con rắn tệ ghê lắm. Ông Yên chết, ai nghe tin cũng như sét đánh. Ông chủ thầu xuống tới nghe được câu chuyện mọi người kể lại thì ông chửi cho một trận. Ông vốn là người tính tâm, không theo đạo giáo nào nhưng rất tin vào tâm linh. Trước khi khởi công, ông cũng về thỉnh thầy cúng kiến xin keo đàng hoàng rồi. Mọi thứ suôn sẻ mới bắt tay vô làm đó chứ. Cái chỗ ông Yên múc đất trúng con rắn hôm nọ là do ông sơ ý múc sai vị trí. Thực ra vị trí đó không nằm trong kế hoạch phải làm. Ông chủ thầu ngồi gục đầu bóp trán suy nghĩ lung lắm. Rồi ông quyết định lập một bàn cúng, kêu hết thảy thầy thợ ra thắp nhang khấn vái tạ lỗi. Từ bữa đó mọi chuyện suôn sẻ, mọi người trở về với guồng quay của công việc, tạm thời quên đi câu chuyện ám ảnh bao nhiêu ngày qua. Công trình thì suôn sẻ, mà hình như thợ thầy thì không được ổn cho mấy. Dạo gần đây cứ hễ đêm xuống là cả đội lại nghe thấy mấy âm thanh lụp cụp, len keng, y như người ta trút sắt trên đi vậy. Ông nào ông nấy trở dậy cầm đèn pin đi soi tùm lum mà không thấy chi hết. Trở vô trại ngủ thì y như rằng lại nghe y chang. Có mấy ông nhát gan xin vô nhà dân ngủ đỡ. Ông thì chui xuống ghe ngủ với thằng nâu, mỗi người lủi một hướng. Còn lại mỗi anh chiến đội trưởng, anh Thế với hai ba anh gan dạ nữa mà thôi. Bữa nay đang ngủ, anh Thế nghe có ai đó kêu tên mình. Tiếng kêu nghe đâu phía trên vọng xuống, chứ không phải đứng dưới đất mà kêu. Thế ơi, đi với tao cho vui nè Thế. Tao đi có mình ơn buồn quá mày ơi. Anh Thế mở choàng mắt ra, nghe cái giọng sao quen quá, nhưng nhất thời chưa nhận ra là ai. Tiếng kêu cứ tiếp tục vang lên. Anh Thế nhìn quanh quất, mọi người đã ngủ say chắc không ai nghe thấy. Chợt có thứ nước gì đó nhỏ tạch xuống chóp mũi của anh, phản phất cái mùi tanh nồng như máu. Anh Thế đưa ngón tay chùi ngang rồi đưa ra nhìn. Dưới cái ánh đèn bên ngoài hắt vô, anh thấy đó là một thứ nước tối màu. Anh bậm môi ngước lên trên nhìn thử coi đó là cái gì, thì lạnh người một cái khi phát hiện ra đó là xác của một con rắn. Nó chắc chừng hơn ký lô. Không biết ai cột con rắn lủng lẳng ở trên nóc trại, nó đồng đưa qua lại với cái đầu đã bị chặt mất. Cái thứ hồi nãy nhiễu lên mũi anh chính là máu của nó. Ông mới đập mấy ông kia dậy hỏi: Nè dậy dậy, dậy đi mấy ông cô nội. Cha nào chơi ác nhân, cột con rắn lủng lẳng thế ghê vậy mấy cha. Mấy ông kia ngơ ngác không hiểu mô tê gì. Anh Lâm đầu bếp còn giật mình nói sẵn: Hết nước tương rồi, đi mua đường chan ăn đỡ đi mấy ông nội. Anh Thế vừa bực vừa mắc cười, tới vỗ vai anh Lâm mà kêu ổng. Chút xíu sau ổng mới tỉnh. Không ai biết là ai nửa đêm mà chơi cái trò này. Mấy ông trong này nghi chắc mấy thằng cha ngủ ngoài lén chơi vậy để nhắc cho mấy ông sợ chứ không đâu hết. Anh Lâm khoát tay nói: Thôi cứ để nó đó đi, mời em đợi đàn bà Sáu á, kiếm mưa lá mướp về gối hấp ăn. Sáng ra anh Lâm mon men tới trước hàng rào bông chuỗi ngọc của bà Sáu mà ngó vô. Thấy bà đang lơm lơm tưới nước cho đám cải, anh mới kêu: Sáu xinh đẹp ơi, có lá mướp không? Cho con quá duyên một đống đi Sáu. Bộ nội mày xin cái giọng thấy ghét ghê đó. Trong này nè ông nội nhỏ, vô đây ăn bao nhiêu hái đi, đừng có quơ trái non luôn là được. Anh Lâm cười hề hề bước vô. Cái vườn rau nhà bà Sáu trồng ngăn nắp kỹ lưỡng, hình như loại nào cũng có. Ông ghẹo: Sáu, sao làm má ghẻ con đi? Tía còn nằm nài mới có 60 chứ mấy. Má còn chắc bà đầu thai mấy kiếp rồi, không có quánh ghen được đâu. Tía còn ổng thích mấy người đẹp người mà đám đang như Sáu vậy đó. Bà Sáu mắc cỡ, quơ tay ngắt mấy trái mướp non đang lòng thòng gần bả. Mặt đỏ bừng,
miệng cười chúm chím. Cái thằng quỷ này, mày nghĩ sao tao với ổng chà cống túng tiếc rồi, mần ăn gì được nữa mày ơi. Có môn dọn dìa ở chung ráp vô chửi mày thì được. Trời ơi, sao mà chịu làm má ghẻ của con ha. Ngày chửi 80 giác con cũng ưng nữa. Tía con ông đẹp trai lắm, con bằng một góc của ông hả? Bữa nào con chắc tía con quà cho Sáu giờ mắt hay sao hả? Bà Sáu càng mắc cỡ càng bức tợn hơn, bức một hơi gần 20 trái mướp non. Tới hồi nhìn lại thấy quá trời dưới đất, bà muốn khóc luôn. Anh Lâm thì đứng đó cười nhăn nhở. Thấy vậy bà Sáu hốt luôn cho anh, muốn mận gì thì mận. Ông vui miệng khai luôn một hơi cái chuyện hồi tối có ai đó treo con rắn lủng lẳng ở trong trại, con rắn cả 2 kg. Anh Lâm vừa quay đi, bà chạy tọt qua bên nhà bà Tư Bốn, kể lại hồi đêm này lại có rắn bò vô trại của tụi công trình. Tụi nó đập được con rắn gần 4 kg, mới đi lại xin lá mướp về để nấu ăn. Cả khách cả chủ miệng mồm há hốc, bàn với nhau chắc công trình đó làm động ổ động hang gì rồi hay sao đó, mà rắn quá trời rắn thì ghê quá. Tiếm Năm nghe cái tin đồn đó thì phát quản, một hai biểu thằng Nâu nghỉ làm, đừng có ở công trình đó nữa. Thằng nhỏ chân hững, đang yên đang lành tự nhiên má bắt nghỉ là làm sao. Con Quyên cũng bực bội cái vụ con Mai, nên đồng ý với Tiếm Năm về nhà làm công chuyện có bộ dễ sống hơn, làm ở đó không biết ngủm lúc nào. Thằng Nâu nhớ lại cái vụ ông Yên cũng thấy ghê quá, cho nên đồng ý luôn, ráng làm thêm 2 bữa nữa lấy lương xong là báo nghỉ. Tới bữa nhận lương, biết thằng Nâu xin nghỉ nên anh em cũng nhậu một bữa chia tay. Dầu sao cũng làm chung mấy tháng rồi mà. Thằng Nâu cũng tiếc, nhưng thôi, trên đời này nó chỉ còn có mỗi mẹ với con Quyên, không chịu ý hai người đó thì chịu ai bây giờ. Mặc kệ mấy ông kia có ba hột vô khích tướng nói thằng này sợ vợ, chưa cưới về đã bị nó nắm đầu nắm cổ. Nâu chỉ cười hề hề mà không nói lại tiếng nào. Mai từ bên quán đon đã đi qua. Ủa anh Nâu, nghe nói anh nghỉ làm ở đây hả? Vậy là buồn lắm á nghe. Để anh rảnh chiều cái tả xuống đây uống cà phê tâm sự ha. Mai vừa nói vừa đặt tay lên vai Nâu. Vừa hay Quyên cũng đi ra kiếm Nâu về nhà có chút chuyện. Tận mắt thấy cái cảnh Nâu né tránh bàn tay của Mai, mà con nhỏ cứ cố ý để lên vai, còn nắng bóp nữa. Quyên ráng ém cơn thịnh nộ, thò tay vô túi móc ra cái nạn thun, nhắm về hướng cái tủ ly nhà Mai. Vừa lèm bèm vừa buông tay ra mà nã một phát luôn. Cái con quỷ xà mâu này, lẳng lơ hả mày? Xoảng một tiếng, ly bể. Mai giật mình quýnh quán chạy về. Lát sau thì phát hiện ra có cục đạn keo nằm gõn lọn trong cái ly bể. Mai trù tréo. Trời ơi, bớ cái quần mất dạy, quần khốn nạn nằm phá quán của tao. Tao mà biết đứa nào tao bẻ lội tay, tao dặn lội cổ, đột cái thứ. Mặc kệ cho Mai cứ trống họng chửi, Quyên đi tới nhẹ nhàng kêu Nâu về. Mấy ông nội kia đá mắt với nhau, ý nói rằng thằng Nâu sợ vợ. Nâu cười đi theo Quyên về. Kệ, vợ mình sợ, chứ đâu có sợ vợ người ta. Đêm đó mọi người say khướt, ai cũng ngủ ngon lành ở trong trại. Xỉn cỡ này thì ma cỏ có nghĩa lý gì chứ. Lạng quạng vô dám chừng bị mấy ổng ôm ngủ lắm à. Tuy vậy anh Tế vẫn bị tiếng kêu của ai đó đánh thức. Trong cơn mơ màng, anh thấy cái người đó nhìn quen quen, đứng trước cửa trại mà ngoắc ngoắc ảnh. Anh Thế không biết ai nên không quan tâm, nằm xuống ngủ tiếp. Chắc chừng 5 phút sau, anh nghe có tiếng thở mệt nhọc ở phía sau lưng mình. Vì anh Thế nằm nghiêng, cho nên nghe rõ ràng người đó áp sát lưng mình lắm. Thế ơi, tao đau quá mày ơi. Mày coi nè. Nghe tới đó, mình mẩy miệng mồm cứng đơ rồi. Kẻ đó từ từ đưa bàn tay lạnh ngắt nắm lấy tay anh mà lôi về phía sau. Anh cảm nhận được tay mình chạm phải thứ gì đó trơn bóng, mềm mềm ướt át,
nó lùng bùng một mớ theo từng cái đưa tay qua lại. Trong đầu anh Tế hiện lên một hình ảnh mà khiến cho anh muốn trụy tim ngay lúc đó. Chính là cái mớ ruột lồi ra của ông Yên bữa nọ. Anh Thế nghe mắt mình tối sầm. Kẻ đó cười lên hì hí. Biết rồi phải không? Biết tao là ai chứ gì? Vậy đi theo tao đi thế. Tao vừa buồn, vừa đói, vừa đau nữa. Mày đi theo tao nghe. Anh Thế cố hết sức để gây ra tiếng động, nhưng bất thành. Có tiếng gì đó nhấp nhép phía sau lưng. Anh bắt đầu tưởng tượng ra cảnh ông Yên, ổng đang lấy tay rút mớ ruột ra khỏi ổ bụng của ổng. Cảm giác của anh lúc này quả thiệt là sống không bằng chết. Từng giây từng phút trôi qua nó cứ dài dằng dặc. Rồi một thứ gì đó ướt át lướt ngang qua cổ anh. Nó từ từ siết lại. Hơi thở của anh cũng yếu dần đi. Sáng ra mọi người dậy sớm vệ sinh cá nhân để chuẩn bị ăn sáng. Mọi người đã làm xong, nhưng anh Thế vẫn cứ nằm lì ở đó không chịu dậy. Anh Chiến bước tới lấy chân khiều khiều lưng anh Thế. Nè dậy đêm cứu nội, bồi hôm xỉn dữ lắm mà gì. Uống ít mà, dậy nhanh đi cha. Thấy anh Thế vẫn cứ nằm quay mặt vô trong, anh Chiến cười cười dỗ đích ổng một cái nữa, rồi chụp vai ổng mà kéo qua. Tiếng la thất thanh của anh Chiến làm cho mọi người giật mình chạy vô. Ai nấy bước lùi lại mấy bước vì bất ngờ. Anh Thế nằm đó mắt trợn ngược, miệng há hốc, người đã cứng, chứng tỏ anh đã chết từ hồi đêm qua. Mọi người không dám động vô xác anh, chạy báo cho người ta tới kiểm tra rồi điều tra các thứ. Cái công trình mới bắt tay vô làm chưa bao lâu mà đứt hai mạng rồi, mà chết lãng xẹt mới ghê chứ. Người ta xác định anh Thế chết do trụy tim, cơ thể do sức khỏe yếu sẵn, lại nhậu sai nên mới ra nông nổi. Ai cũng tiếc cho anh, mới cưới vợ được hơn một năm, vợ lại đang mang bầu sắp sanh. Để vợ ở nhà lo đi kiếm tiền, để lo cho cuộc sống thoải mái hơn. Ai đâu mà dè anh bỏ vợ bỏ con, bỏ cha bỏ mẹ mà đi như vậy. Ngẫm cuộc đời vô thường quá, vui đó rồi lại mất đó. Mọi người thương lắm vì anh là một người vui vẻ nhiệt tình. Vắng anh cả đội làm muốn hỏng nổi, buồn thấu trời. Chắc là anh Thế cũng luyến tiếc cuộc đời lắm. Anh mất đâu chừng 3 ngày thôi là mọi người đã thấy anh về rồi. Anh hiện lên với anh Chiến trong cái bộ dạng hàng ngày, mặc đồng phục, mồ hôi mồ kê ướt đẫm áo, cười hề hề mà rủ. Anh Chiến, đi nhậu với em đi, nay buồn quá trời à. Anh Chiến vừa thương vừa sợ, đi một hơi vô trong trại, ai hỏi gì cũng không trả lời. Nhìn nét mặt xanh chành của anh, ai cũng đoán ra được vài phần. Mau mau chui về chỗ ngủ, mạnh ai nấy trùm mình. Anh Lâm đang ngủ thì nghe tiếng anh Thế kêu. Lâm ơi, còn gì ăn không mày? Tao đói quá trời đói. Anh Lâm nói giọng nhựa nhựa vì đang mê ngủ. Ở còn đó, tao úp cái lồng bàn rồi, có dằn tấm thớt lên nữa. Chiều không chịu ăn cho no, vợ đi kiếm. Ổng mê ngủ đâu có biết mình bị ma nhát. Biết là anh Thế kêu đó, nhưng đâu có nhớ là ổng chết rồi. Sáng ra ổng mò xuống dưới bếp, dỡ cái lồng bàn lên, thì ổng mới đờ ra một chút. Thánh thần thiên địa ơi, mấy cái dĩa đồ ăn nó nổi mốc đen thui, mới có một đêm mà ghê vậy. Ổng đứng nghĩ nghĩ, chợt nhớ ra hồi đêm này mình chỉ cho anh Thế xuống ăn cơm. Ông liền cái lồng bàn chạy nhanh ra ngoài mấy chỗ ông kia đang ngồi uống cà phê mà thở dốc. Quá trời sợ, óc cục nổi dậy mình hết trơn. Rồi cái tin đó được bà Sáu đổi bằng một rổ rau mồng tơi bành kia luôn. Bà thêm chút muối chút đường đi đồn giáp sớm. Thiếm Năm lại càng tin dữ dội hơn nữa. Bởi nói Mai Phước lôi được thằng Nâu về sớm, chứ không thì không biết ra sao.
Thằng Nâu nghe Tiếm Năm nói thì cũng cười cười. Lóng rài nó ít nói hơn hẳn, chắc tại hay tin cái chết của mấy ông làm chung. Anh em làm với nhau lâu ngày thì cũng có tình cảm chứ không phải không đâu. Không ai nghĩ là mọi người lại rớt vô cái hoàn cảnh như vậy. Nghe nói một số anh em đã nghĩ gì sợ. Họ sợ ma thì ít, mà sợ chết thì nhiều. Sau chuỗi lại các sự việc thì hình như ai liên quan tới con rắn hôm nọ đều có kết cục không tốt. Đầu tiên là ông Yên, người múc đất nhằm vị trí phá chỗ ở của nó. Anh Thế thì kéo điện chích nó, rồi tự tay chặt đầu nó nữa. Mấy người còn lại thì ai cũng đều ăn thịt nó, họ sợ sẽ tới lượt mình. Có người tiếc tiền ở lại làm chờ lãnh lương, có người nghỉ gấp luôn về nhà, không dám nán lại thêm giây nào. Một đội công nhân mới được chủ thầu đưa từ nơi khác tới, nghe nói tuốt ở tỉnh phía trên. Mấy sự vụ dưới này chắc những người đó cũng chưa nghe qua. Mà làm sao nghe được khi có lệnh không ai được hé răng đồn bậy bạ, ảnh hưởng tới tiến độ công việc. Mấy bà nhiều chuyện trong xóm thì bị trấn cho mớ tiền, im miệng hết rồi. So với chuyện đi bà Tám để giải tỏa căng thẳng, thì chuyện cầm một mớ tiền màu khoai môn coi bộ vui hơn à. Bữa đó có thằng tên Luân, nó trạc tuổi với thằng Nâu. Sáng trà nó ngồi húp xì sụp tu mì mà nói: "Hồi hôm này em đi đái, hoài trở vô thì thấy có hai thằng cha đứng thục ló ở chỗ đống đá kia kìa. Em tưởng ăn trộm em tính la rồi, mà tự nhiên hai thằng chả khoát khoát tay ý biểu em đi vô ngủ đi. Một cha thì bụng phệ, chắc tầm ba mấy bốn chục à. Một cha thì tầm hơn 25. Em đứng đó không có đi, còn đang tính coi hai chả làm gì thì tự nhiên hai chả biến mất tiêu à. Biến mất trước mặt em luôn. Mà công nhận ở đây nhiều ma ha. Em cũng gặp ma hoài à, mà cái kiểu chọc này chọc kia thôi, chứ chưa bao giờ gặp kiểu này luôn á." Mấy ông công nhân cũ nghe một cái là óc cục nổi lên tới đầu. Anh Chiến cố giữ bình tĩnh, làm như không có chuyện gì mà hỏi Luân: "Mày không sợ hay gì mà mày kể nghe tỉnh bơ vậy?" "Sợ gì anh ơi, em nói rồi, em gặp hoài à. Mình không làm gì bất kính với người ta thì thôi, ai vô duyên vô cớ mà hại mình đâu. Em nghĩ vậy á. À mà quên cái này quan trọng nè." Cả đội trố mắt về hướng của Luân chờ đợi. Nó nhắm chặt mắt lại như cố nhớ điều gì đó, sau đó rặn ra từng tiếng: 15, tụi tao về à, đi chung. Đó, cái lúc em hoài vô là em nghe thầm thì ở trong lỗ tai vậy đó mấy anh." Hết thải đưa mắt nhìn nhau, có một anh nhìn anh Chiến mà ngập ngừng. Thôi Chiến ơi." Anh Chiến mở mắt thiệt lớn, ý kêu anh đó đừng có nói bậy bạ. Anh Chiến nghe cũng ớn lắm rồi, nhưng 15 là sao? Là ngày rằm hai người đó trở về sao? Hay chỉ nói vậy thôi chứ không có ý gì? Trong lòng mỗi người đều có suy tính. Nếu là ngày 15 dương lịch thì đương nhiên đã đi qua lâu rồi. Còn nếu ngày 15 âm lịch thì ngày đó lại là ngày đầu tháng dương lịch, ngày lãnh lương. Tới đó sáng lãnh lương xong rồi chạy về nhà cũng được. Dẫu sao thì ma cũng chỉ có thể xuất hiện ban đêm thôi mà. Nghĩ vậy nên mấy anh em bấm bụng bảo ban nhau cố gắng, không còn bao lâu nữa đâu. Chung quy đời làm thuê làm mướn, một đồng nó cũng quý, đâu phải nói bỏ ngang là bỏ. Ở đây mấy ông lính cũ thì băn khoăn lo sợ không hết. Mấy ông lính mới thì có biết gì đâu, vừa làm vừa nói chuyện rơm rã vui như ngày hội. Tháng 6, khi mà những cơn mưa dầm còn chưa xuất hiện, trời mây nhiều, nắng dịu, gió cũng mát rượi. Thằng Nâu với con Quyên đang ngồi cắm cúi chiếc thiệp cưới thì nghe đùng một tiếng rất lớn. Bà con trong xóm chạy ra sân đứng ngóng giáo giác. Bà Sáu rầu cãi quả quyết: "Trời đất tánh tận thiên địa hội ơi, trời mà đánh giữa trưa như vậy á, chỉ có đánh quỷ thôi. Mà bà Tư à, bà biết quỷ ở đâu không? Em đảm bảo với bà là ở đằng công trình. Mấy nay đó, mấy cái vụ đó đó." Bà Tư cũng gật gù,
khóe miệng xệ xuống ra chiều tâm đắc câu nói của bà Sáu lắm. Xưa nghịch nhau như mèo với chuột, nhờ bà Hai Áo Hường quán triệt tư tưởng xong rồi giờ thân thiết phát ứng à. Người nói dốc người phụ họa, bởi cái sớm cãi lộn triền miên cũng nhờ hai bả không đó. Lát sau có người đi chợ về chạy la làng la sớm, nói ở đằng công trình bị nổ trái, chết quá trời đắng, công an chưa kịp xuống phong tỏa nữa. Nâu nghe tin thì quăng luôn cây viết xuống bàn mà chạy hết tốc lực. Nước mắt nó trào ra khi nghĩ tới mấy ông anh thân thiết của mình đang gặp chuyện ngoài đó. Quyên cũng chạy theo. Nói tóm lại là cả xóm đều chạy ra ngoài đó để coi sự thể rốt cuộc ra làm sao. Vậy đó mà chạy ra tới nơi thì ai nấy mau mau hoài ngược trở ra. Đi tới một chỗ xa mà ngồi xuống ôm mặt. Cảnh tình vừa thương vừa đáng sợ đập vô mắt mọi người. Xác người nằm la liệt, mấy người còn sống thì ngồi ở đó mặt thất thần, thương tích đầy mình, đang được vài người chuyển xuống xuồng để đưa đi sơ cứu cấp cứu. Đâu đó có một khoảng đất rộng của công trình còn vương vãi từng mảng thịt, đoạn tay bàn chân, không biết là của ai trong số một mớ người. Có miếng thịt chăn qua, treo toàn ten trước cái dàn bông trang trí chỗ cửa quán của con Mai. Chắc là con nhỏ bỏ luôn cái quán, chớ gan đâu mà trụ ở đó nữa. Thằng Luân thì thoát nạn, tại ban nãy nó bị chọt bụng nên chạy thuốc lại nhà người ta đi ké cầu cá tra. Bây giờ nó cũng ngồi gần thằng Nâu, mặt xanh lét, mồ hôi lạnh ngắt trịnh ra trên trán. Hai mắt nó ẩn ợt nước mà kể trong tiếng nấc nghẹn ngào. Ngày hôm qua lúc hết giờ làm mấy anh rủ nhau xuống sông mò cá. Mò thì ít mà tắm sông với đi đục mấy con hào thì nhiều. Có một anh tên Đực, ông mò mẫm kiểu gì quờ trúng một cái ống sắt nặng trịch. Ông hê lên: "Ê tụi bay, có cái ống sắt nặng quá nè. Con khúc à, cái này bán bong bóng được á tụi bay. Lại đây phụ tao khiêng lên coi, bán xong chia cho." Mấy anh em vừa cười vừa môi móc khiêng lên e ạch. Tới chừng lôi được lên mé, tạt nước rửa qua mới té ngửa. Là trái bơm nó bự như cây cột, còn xanh dần. Anh Đực ổng cười ổng nói: "Bơm lép thôi, nó mà nổ á, nó nổ bành xác tụi mày. Từ cái hồi mà cái sáng mút móc nó dứt kia lên rồi, đâu ra mà giờ này nó mới nổ. Mời tao kêu ông Hai tỏ tét lại cân, cho mấy thằng mình đi nhậu ha." Nghe ông nói thì có lý. Nằm tơ hơ vậy thì chắc do bị sáng mút bơi móc dưới đất lên rồi nó lên theo thôi. Lúc đó không nổ thì thôi, mắc gì đợi ôm lên mới nổ. Mà công nhận trái bơm nó lạnh ngắt, nặng trịch, cái màu xanh chì chì nhìn đúng là ghê. Sáng ra anh Đực ổng đi kêu ông Hai tò tét lại cân trái bơm thiệt. Bốn ông e ạch bên dưới. Mấy người này do chưa tới giờ làm cho nên cũng tụm lại trên bờ mà coi. Thằng Luân đang coi nghe đau bụng cho nên chạy đi. Ở đằng sau lưng còn nghe mấy ông kia rủ nhau: "Thôi làm đi để trễ giờ, cho mấy ổng cân gì cân." Vậy đó, cho giờ này nó ngồi đây nhìn cái cảnh quan tàn này. Đất bị thổi bay thành một cái hố bự chẳng, máu thịt be bét, tiếng khóc la giáng trời. Hai thằng cứ ngồi như vậy cho tới khi mấy anh cán bộ tới mời đi khỏi khu vực phong tỏa. Thằng Nâu thờ thẫn bước đi thì nghe một tiếng nói thì thầm ngoài sau lưng: "Còn mày nữa thôi." Trong một khu vườn nhỏ trồng đầy mấy loại cây thuốc nam, có người đàn bà lớn tuổi đang đứng đó chắp hai tay sau lưng mà nhìn về một hướng. Có thấy phía đó dần dũ một màu u ám, bà chẹp miệng lắc đầu. Từ đâu có ba cái dòng ma nữ bất ngờ hiện lên một bên rồi nói đồng thanh: "Giá tới tay." "Ý trời đất ơi, tao chết, mụ nội tụi mày mỗi lần hiện lên là phải hù tao mới được hả ba cái con này? Tao nhốt khổ thấy mẹ." Một cái dòng đeo đầy vàng trên người trề môi nói lầm thầm: "Thầy bà gì mà chửi bậy còn hơn chị nữa." "Mày nói gì đó? Mày là cái đứa trả treo nhất đó nghe không? Bữa nào tao lấy bùa dán cái mỏ mày cho mày hết chót chét."
Hai đứa kia đứng xếp re, đưa tay lên miệng. Bà chửi thì chửi vậy chứ thương lắm. Bữa có cha nội thầy pháp dạo nào đi ngang, vô tình bắt gặp ba đứa lơn tơ ngoài đường. Ông mới rút bùa ra tính thu về làm âm binh. Xui là đúng lúc bà đang ở gần đó. Bà giật cái đòn gánh, rượt ổng chạy có cờ, không kịp đọc chú phù phép gì hết. Cái tướng ú quầy chứ bà chạy nhanh lắm. Ông nội kia thối lui cũng thập tử nhất sinh chứ không chơi. Bây giờ bà đứng nhìn cả ba một lượt, rồi hỏi: "Trời tự nhiên hiện lên chi đây?" Giọng nữ chững chạc nhất lên tiếng: "Dạ thưa thầy, ngày mai sẽ có người tới kiếm thầy. Thầy nên chuẩn bị đồ đi làm pháp sự. Tụi con lên báo vậy thôi đó. Tụi con đi đây." Nói xong cả ba biến đi mất. Trong lòng bà cũng cảm thấy có chút trộn rộn không yên, thở dài hoài trở vô trong nhà. Quả nhiên sáng bữa sau có người tới kiếm bà thiệt. Đó là một người đàn bà, không ai xa lạ, chính là Tiếm Năm má thằng Nâu. Nhìn cái kiểu sốt sắng của Tiếm Năm, bà thầy đã biết có chuyện chi quan trọng rồi. Bà vô luôn vấn đề: "Có chuyện chị cô nói luôn đi, đỡ mất thời gian của hai bên." Tiếm Năm hít sâu một hơi, rồi kể ngắn gọn những việc xảy ra bên xóm Trăm Bầu. Từ vụ xuất hiện con rắn lớn, tới vụ nổ trái bữa nọ. Người ta cũng đã tích cực tìm kiếm hết sức có thể rồi. Nhưng hình như quan quốc lớn quá, nên đêm nào người dân xung quanh cũng nghe tiếng khóc tiếng rên ở cái chỗ xảy ra vụ nổ. Có đêm đang ngủ nghe tiếng gõ cửa. Người ta ra mở cửa, nhưng nhìn giáo giác không thấy ai, mới đóng cửa đi vô nhà. Vừa quay lưng đi, đã nghe tiếng rên thều thào phía sau, sát một bên. "Làm ơn kiếm cho tôi cái lỗ tai đi trời ơi, đau quá rồi." Người ta sợ muốn chết luôn, đêm hôm đố dám ló đầu ra đường. Cái công trình cũng tạm ngưng, vì chủ đầu tư với chủ thầu phải thực hiện một số giấy tờ cần thiết. Cá dưới sông con nào con nấy ú nu hả? Có khi bắt lên thấy cái bụng no nóc, tưởng là cá đang mang trứng. Mổ ra mới biết nó đang mang ngón tay người ta trong bao tử. Dân cả một vùng hoang mang, vừa không dám ăn cá mắm dưới sông, vừa sợ ma, vừa lo cho an nguy của gia đình mình, vì mấy cái dông này quá lộng rồi. Người nhà nạn nhân với dân quanh đó gom tiền lại để bày bàn lễ, thỉnh sư về cầu siêu. Cầu ba ngày ba đêm, đâu vẫn hoàng đó. Dông nhất quyết không chịu buông bỏ, cứ nói phải ở đó chờ người ta lượm lại cho hết xương thịt của mình mới đi được. Nghe qua đã biết vấn đề nan giải, cho nên một lần nữa họ hùng nhau, nhờ Tiếm Năm đi qua bên này, thỉnh thầy Năm về đó để giúp giải quyết cái vụ này. "Cô Năm ơi, cô làm ơn làm phước, đổ cái vụ này cô ơi. Cứ vậy hoài chắc dân chết hết, mà cũng tội nghiệp cho người ta nữa." "Cái vụ này nghe chua quá chua mày. Nhưng mà để tao qua đó coi sao. Có khi phải ở lợi mấy bữa đó. Nhà mày có cái giường nào chắc chắc chút cho tao mượn ngủ nha. Chứ giường yếu là tao không có tiền đền." Tiếm Năm dạ lia lịa, mắt cười mà không dám cười. Vậy rồi bà thầy Năm khăn gối đi theo Tiếm Năm, khép cái cửa lại thôi chứ không có gài. Tiếm Năm chần chừ rồi hỏi bà: "Cô Năm ơi, không khóa cửa hả cô Năm?" "Có con mẹ gì đâu mà khóa. Có mấy cái hũ nhốt dòng ở trong á, mấy thằng ăn trộm vô lấy tế ông nội nó hay chi. Mà nếu nó muốn lấy thì để đại cửa vậy đi cho nó dễ vô." Tiếm Năm lái xuồng chạy một đổi thì về tới sớm, dẫn bà thầy Năm ra cái chỗ tai nạn đó. Người ta gỡ mấy cái dây văng rồi. Kèo thơm vậy chứ đố thằng nào dám tới cầu cư xin số à. Tụi nó sợ không còn mạng mà ôm mộng sang vào. Bà thầy Năm đứng ngó một lượt, bà lắc đầu biểu với Tiếm Năm là thôi đi về, ở đây không có tiện nói chuyện. Tới hồi về tới nhà, bà Năm ngồi trầm ngâm rất lâu. Bà đốt ba cây nhang khấn lầm thầm trong miệng,
rồi ngồi đó xù xì thủ thỉ tới tàn cây nhang mới thôi. Tới bữa sau, thằng Nâu với con Quyên đi đưa thiệp, mồ hôi mồ kê đầm đìa. Hai đứa ngồi xuống cái tán cây còng gần nhà bà Tư Bốn mà nghỉ mệt. Từ bữa dứt thiệp tới nay, hai đứa cứ dòm nhau là mắc cỡ cười mím chi cọp suốt à. Con Tú Mai nghỉ bán cho nên hết dè dãn thằng Nâu. Con Quyên cũng thoải mái đầu óc chút đỉnh. Nó còn viết tấm thiệp để tên con Mai thiệt bự, bắt thằng Nâu phải đi đưa tận tay nữa kìa. Thiệt hết biết luôn. Giờ này ngồi hứng gió xong, con Quyên còn tâm đắc cái chuyện đó lắm. Còn thằng Nâu thì mát quá, đang ngồi nhắm mắt mà gà gật. Chợt con Quyên tán cho thằng Nâu một cái, hồn muốn lìa khỏi xác vì nó giật mình. Nó mở mắt ngơ ngác, chỉ thấy con Quyên miệng ú ớ chỉ tay ra sông. Thằng Nâu dòm theo tay vợ, thấy có ông già đang chèo ghe tam bản e ạch ở ngoài sông hướng về sớm. Hai đứa nhìn qua rồi ôm nhau nhảy tưng tưng, gom thiệp chạy một hơi về nhà. Cái đó để đưa sau, đón người quan trọng hơn. Lần nào như lần nấy, ông hai về sớm là cái cảnh như trong cải lương đón nguyên soái trở về từ chiến trận. Cứ mừng mừng tuổi tuổi không ngớt, núm níu đứng giữa trời trưa hỏi han đủ kiểu mới chịu lên nhà. Lần này thì khác, có thêm bà thầy Năm, mọi người gặp nhau cũng cười nói xôm tụ lắm. Tối đó đội của hai nanh đụng độ đội Bông Đào. Hai bên mới đầu nói chuyện lịch sự, nói một hồi cãi lộn chí chóe. Không biết cái sự vụ ra làm sao, chỉ biết từ khi bà Năm ló đầu ra mé vách hè thì đã nghe Út Phấn chửi: "Mày ngon quá hả? Bên ngoài mày là cá mập, về cái đất này á, mày chỉ là con cá lòng tông thôi. Mày tin tao ngắt đầu mày kho tiêu không?" Hai đứa song song vô nhau, hai bên kéo lại la nheo nhéo. Bà thầy Năm vỗ vách nạt: "Tụi bay có chịu im cho người lớn nói chuyện không? Tao dán mỏ từng đứa hết bây giờ á." Đứa nào đứa nấy cái miệng mím chặt, không dám hó hé thêm một câu nào. Ở trong này, ông hai, bà thầy Năm với hai Nguyệt ngồi trên bộ dáng đạm đạo. Nâu với Quyên thì lúi húi sau bếp nấu nồi cháo cá kẹo. Tiếm Năm cũng phụ cho hai đứa nó. Không biết cả ba bàn cái gì với nhau mà ra vẻ bí mật lắm. Cho tới khi nồi cháo được đem lên thì câu chuyện cũng vừa xong. Đúng là người ta gần lấy chồng có khác à. Hồi xưa tao về đây nấu cho nó ăn gần chết, bây giờ nó biết nấu lợi cho tao ăn rồi đó. Cả nhà cười cái hì. Quyên mắt cỡ đỏ mặt, dậm chân nói: "Ông hai nè." Thằng Nâu vừa ngồi húp cháo vừa nhìn ra ngoài mé sông, chợt nó rủ ông hai: "Ông hai, hai ông cháu mình ăn xong rồi đi chỉ cá đi. Mấy nay cá nó hay lên mé lá lắm đó ông hai." "Ừ, nghe được đó. Lâu rồi ông hai cũng không có đi bắt cá đêm vậy." Vậy là ăn xong, hai ông cháu chuẩn bị đồ rồi lục tục đi xuống xuồng. Cả đám dông día phá làng nhoi nhoi đội đi theo. Ông hai xua tay: "Thôi thôi thôi, làm ơn ở nhà đi. Quậy quá trời quá đất kìa, đi theo rồi ai mần ăn gì được." Cả đám mặt mày chủ ủ. Bà thầy Năm với hai Nguyệt thì cười mà lắc đầu. Hai ông cháu bơi xuồng đi dọc theo mé lá, bơi dài ra tận ngoài sông cái. Hết thải trong này cũng không để ý tới nữa. Đúng là cá nhiều thiệt, lò dò mới một chút mà chỉa được cả mớ rồi. Đang lây quay thì chợt nhiên không gian xung quanh bỗng trở nên lạnh ngắt. Ông hai giật mình nhìn lên, thấy có một kẻ mặc áo bào màu đen đang đứng lơ lửng phất phơ sau lưng thằng Nâu. Một bóng dáng rất quen thuộc mà chợt nhìn thấy thì miệng mồm ông hai đã cứng ngắc. Đó chính là kẻ đã đánh hai Nguyệt bữa nọ. Ông không thể mở miệng ra để nói chuyện được với hắn ta, chỉ có thể hiện lên những suy nghĩ trong đầu. "Ông là ai? Tại sao lại xuất hiện ở nơi này?" "Ở đây mi không có quyền đặt câu hỏi. Ta tới để đưa thằng quắc con này đi. Nó là đứa cuối cùng phải chết. Một lũ ngu ngốc,
dám động tới con của ta. Xin ông, tụi nhỏ chỉ là người trần mắt thịt thôi, có điều chi phạm thượng xin hãy lượng thứ mà. Lượng thứ sao? Mì có thấy mạng cho nó được hay không? Nếu được, ta sẽ lượng thứ cho nó một con đường sống. Ông hai bần thần cả người. Trong lúc đó lão ác thần đã tiến tới sát bên thằng Nâu, mà đưa tay lên chuẩn bị lôi hồn phách nó ra ngoài. Thằng nhỏ vẫn không hay biết gì, chỉ đang lo tập trung rình con cá. Nó chợt nhận ra có điều gì đó không đúng. Ông hai sao lại ngồi đơ ra như vậy, mặt mày thất thần như vậy? Nó nhích tới mà hỏi. Ông hai ơi, ông hai sao? Còn chưa dứt câu thì cả thân người của ông đã chúi xuống nước mất hút đi. Vì vừa lúc đó trong tâm thức ông hai đã vang lên cái câu nói: tôi thay mạng cho nó. Thằng Nâu gào lên, nhào xuống lặng mò kiếm ông hai. Ngộ đời, ông mới té xuống tức thì, sao không vờ đụng ông chứ? Nước thì đang đứng đâu có chảy đâu. Nó vừa la vừa khóc, vừa lặn hụp quyết liệt. Hai Nguyệt đang ngồi với tụi nhỏ thì chợt nhận ra có gì đó không ổn, nhanh chóng kéo cả đám tóc biến tới chỗ thằng Nâu. Thấy nó đang chật chật dưới sông, cái xuồng thì trống trơn. Hai Nguyệt la lên: nè, tụi bay tản ra, kiếm ông chạy nhanh lên. Năm sáu cái dông lật đật lao đi trong màn đêm, cho tới gần sáng vẫn không tìm thấy bất cứ dấu vết nào của ông hai. Họ đâu biết mình đang chạm trán với thế lực mạnh tới cỡ nào. Nguyệt thất thần ngồi bệt trên bờ, mặc cho những tiếng than khóc nỉ non vang lên xung quanh mé sông. Cô cứ lẩm bẩm: ông già, tôi đâu có biểu không chết, sao ông đi lãng nhách vậy? Còn đám cưới mấy đứa nhỏ kìa, còn quá trời thứ ông phải làm đó. Nói đi là đi sao? Mà bây giờ ông ở đâu mới được? Trưa lại, bà Năm Trầu với gần như toàn bộ mấy nhà thân thiết bên xóm Miễu Sập đã có mặt. Không ai dám tin vô chuyện này. Nó đột ngột làm cho mọi người thực sự không kịp trở tay. Bà Năm không khóc, cứ ngồi đó đốt nhang mà khấn vái, cầu xin cho ai đó đang giữ hồn phách thân xác của anh mình hãy mau trả lại cho bà. Anh bà đã khổ cả đời rồi, bây giờ lại chết một cách khó hiểu như vậy, thân xác còn chưa biết ở đâu. Chiều lại, Hiếu cũng từ xóm củ cải chạy xuồng qua tới. Nhìn vẻ mặt đau khổ hốc hác của mọi người, nhất là Hương, khiến cho lòng Hiếu nghe trống quát. Anh lặng lẽ ôm lấy vai Hương mà an ủi. Mọi người không ai nói với ai câu nào hết, cứ đưa đôi mắt ráo quảnh nhìn về con sông trước mặt, nơi mà bao nhiêu người đang cố gắng hết mức để có thể tìm thấy ông hai. Ai nấy ngâm mình suốt ở dưới nước, lạnh run cầm cập mà vẫn không bỏ cuộc. Suốt một ngày dài tìm kiếm bất thành, tối đó bà thầy Năm lập một bàn cúng trang nghiêm, khối nhang nghi ngút. Bà cắt máu của mình quạ một lá bùa lớn rồi đốt lên, vừa đốt vừa lầm rầm khấn vái. Bà vừa cắm nhang vô lư thì Hương đột ngột bước tới, chỉ với một tay hất bay cả cái bàn lễ xuống sông. Mọi người hết hồn chạy tới thì bà thầy Năm đưa tay cản lại, rồi vòng tay hành lễ trước mặt Hương: xin hỏi vị nào đang ngự trong xác nữ này, có thể chấp nhận lời khẩn cầu của tôi không? Hương một tay chắp sau lưng, một tay để trước bụng, mặt lạnh lùng buông ra một tràng tiếng của người đàn ông nào đó: tên già này đã đồng ý thay mạng cho thằng quắc con kia, đáng ra người chết phải là nó, còn phải chết đầu tiên nữa kìa. Nó là đứa trực tiếp làm con của ta bị thương, nên mới lọt vô tay của đám người hạ tiện đó. Ta là thần, đáng ra ta không chấp, nhưng bọn nó dám lên tiếng thách thức thì phải chịu chết thôi.
dường như đã hiểu ra mọi chuyện. Bà thầy Năm cố gắng hòa quản nhất có thể để nài nỉ hắn ta. Xin ngài lượng thứ cho đám dân người trần mắt thịt. Làm sao thấu được những quyền cơ trên cái nhân gian này chứ? Người là thần, đức cao vọng trọng. Xin hãy bỏ nhỏ cho dân đen chúng tôi. Người cần điều chi xin cứ phán. Chỉ cần người rộng lòng trả xác ông hai với hồn phách cô mấy về đây, chúng tôi đổi ơn người. Cũng biết điều, cũng có thành ý đó. Thôi được, mau xây gấp cho ta một cái đình thần ngay tại dồi đất này. Ta muốn nó hoàn thành trong vòng một tháng. Hàng năm đúng ngày phải dâng cho ta một cặp heo đủ tạ, nhang khói đầy đủ, nếu muốn sống yên ổn. Khi nào xong, cả hồn lẫn xác của hắn sẽ được trả về, đảm bảo vẫn như mới chết. Nói dứt câu, Hương ngã bật ra phía sau. May mắn có Hiếu đứng đó ôm lại. Ai nấy khóc ròng, cảm giác vừa ấm ức vừa xót xa, không cam tâm được. Hai Nguyệt nãy giờ ẩn thân một bên mà giận trung hết tay chân. Cô biết không thể manh động, thì đúng thật hắn là thần, lại còn đang cất giữ cả hồn lẫn xác của ông hai. Tụi lôi chôi kia cũng hiểu điều đó, cho nên im bặt một bên không hó hé. Một vấn đề lớn được đặt ra, một cái đình thần mà phải hoàn thành trong vòng một tháng. Nhưng không còn cách nào khác, nhất định phải gấp rút hoàn thành. Vậy là dân của cả mấy xóm hùng tiền, hùng nhân lực để mau chóng cho kịp tiến độ. Dồi đất đó thuộc sở hữu của một người dân gần đó, họ cũng đồng ý cho luôn. Miễn sao tìm được xác của ông hai thì bao nhiêu đó có thấm tháp là cái gì. Toàn bộ lực lượng làm hết công suất, trong vòng 25 ngày đã hoàn thành yêu cầu của lão ác thần đề ra. Cái đám cưới của thằng Nâu với con Quyên cũng vì vậy mà phải hoãn lại. Ngài cũng định mời thần ngự, có lẽ là ngài khó quên nhất trong lòng mỗi người dân xứ này. Trên bờ họ cúng heo, dưới sông họ thả cặp dịch, người dân đứng coi nghẹt hai bên bờ. Chợt mọi người nhìn thấy sự xuất hiện của một thứ gì đó rất lớn. Nó từ dưới lòng sông cuộn lên, đớp hai con dịch rồi lặn xuống. Sóng theo đó vỗ ì ạp hai bên bờ. Người ta dựng cả tóc gáy, lùi về sau mấy bước, vì sợ cái thứ đó sẽ chồm lên mà ăn luôn cả họ. Đúng 12 giờ trưa, ở giữa sông tiếng nước thổi lên ùng ục, cả mặt sông loang ra màu đục ngầu. Xác ông hai bất thần nổi lên, đâu đó vang lên vài tiếng la hét. Thằng Nâu với anh Hiếu lập tức bơi xuồng ra để vớt ông hai lên. Xuồng vừa trở tới thì xác ông cũng vừa chìm xuống. Cả hai nhìn nhau rồi nhảy ùm theo, mặc kệ bên dưới con quỷ quái đó có xuất hiện hay không. Cuối cùng cũng đem được ông hai lên xuồng. Tên ác thần quả giữ đúng lời hứa. Ông nằm đó như đang ngủ, xác vẫn còn mềm, miệng ông dường như còn đang cười mỉm. Xác ông hai được chuyển lên ghe của ông mà kéo về sớm miễu sập. Người nhà cúi đầu vái chào, cảm ơn hết thảy đã nhiệt tình giúp đỡ. Nhà con Quyên, nhà thằng Nâu cũng đi theo về bên kia để lo tang sự cho ông. Cả một đoàn xuồng ghe nối đuôi nhau mà đưa người con của quê hương về với đất mẹ. Bao nhiêu năm ông bôn ba, giờ cũng được về nhà rồi. Cái ghe đi chậm chậm, bà Năm trầu, thêm Hương, Quyên với Nâu ngồi cạnh xác ông. Mấy người kia ngồi buồn so ngoài mũi ghe. Không biết có ai hay hay không, vong hồn ông đang ngồi phía trong mui, bên cạnh mấy cái vong vía phá lặng. Ai nấy mặt như bị giật nợ, giờ mà có cúng cơm cúng gà chắc cũng nuốt không trôi. Con Quyên khóc. Ông hai chơi kỳ quá à, hứa về ăn đám cưới của tụi con, mà bây giờ đi như vậy á, cho tụi con làm sao? Không có ông hai đâu có ai vui vẻ gì nữa. Chắc con bỏ đám cưới qua ông hai à.
Thằng nâu thì sụt sịt. Tại con mà ông hai mới chết. Con xin lỗi ông hai. Hương hình như không chịu đựng nổi nữa, gục đầu lên cái xác lạnh tanh của ông mà nấc lên. Con ghét ngoại. Sao ngoại không thương con? Ngoại hứa là ngoại đi ít bữa rồi ngoại về, mà giờ ngoại đi luôn như vậy, rồi ngoại bỏ con cho ai? Con mới được nhìn ngoại đây thôi mà, sao ngoại ác vậy? Sao ngoại nỡ đối xử với con vậy? Còn ngày đám gả của con nữa, ngoại hứa gì ngoại quên hết trơn rồi. Tổ cha tụi bay, đứa nào cũng muốn lấy vàng của tao hết trơn à? Giọng ông hai vang lên làm cho ai nấy đều giật mình. Ngó qua hướng phát ra tiếng nói thì mới biết đó là bà thầy Năm U. Bà nước mắt nước mũi thèm lem, vuốt đầu con Quyên với con Hương mà ôm vào lòng. Ngoại xin lỗi mấy đứa, chuyện cấp bách quá, ngoại không biết đường giải quyết làm sao hết được. Thôi thì ai già mà không chết đâu. Mấy đứa đừng có giận. Đây nè, ông còn ít vàng giấu trong lưng quần đó. Ông chia cho hai đứa hai phần bằng nhau, coi như là quà cưới nha. Tụi con cứ coi như ông ngoại đi bán muối ở xứ nào đó, thiệt lâu mới về đi. Đừng có nghĩ ông ngoại chết. Hay là có chuyện gì đó thì cứ khấn, ông ngoại sẽ về với tụi con, chịu chưa? Còn thằng Hiếu với thằng Nâu đâu rồi? Hai thằng con trai nghe tiếng ông hai kêu thì quýnh quán bò lại. Ông hai trong thân xác của bà Năm nghiêm mặt nhìn cả hai. Con Hương tao giao cho thằng Hiếu, con Quyên tao giao cho thằng Nâu. Hai đứa bay mà hó hé hay làm chuyện quấy gì, tao về tao quánh thấy mụ nội tụi bay đó. Hai đứa sụt sịt gật đầu như bữa củi. Ông lại tiếp. Nhớ nghe Năm Trậu, nhớ thiêu xác anh hai, rồi cho tao xuống sông đi. Đừng có chôn tao nghe mày. Bà Năm Trậu bây giờ khóc như đứa con nít, không sao trả lời ông hai được, chỉ có thể gật đầu. Ông mỉm cười rồi xuất đi. Bà thầy Năm U lau mồ hôi trên trán mà thở dài thường thực. Buồn sao quá xá là buồn. Hai nanh ngồi miếu máu. Sao ông không dặn gì tụi mình hết vậy bậy? Ông chết rồi mình đi đâu? Cả đám ngẩn ngơ một chập. Thiệt bụng là không biết làm sao thiệt. Tự nhiên đang vui vẻ, cái thằng cha ác thần đó báo hại cho ông hai từ một ông già mạnh sân sẩn, bây giờ thành cái dông ngồi trong ngóc ở đây. Nguyệt thì ngồi quạo đeo sau lái. Bá quạo vì bà không biết nên vui hay buồn. Ông hai chết rồi, không lâu sau sẽ nhớ lại được tiền kiếp. Nhiệm vụ cũng đã xong từ đời nào rồi. Đã có thể cùng nhau hội ngộ, bỏ hết những tuổi hận phải chịu bao đời bao kiếp qua. Nhưng có cái gì đó cứ đè nặng trong lòng, khiến cho Nguyệt cảm thấy khó chịu bức bối. Nguyệt ngồi ngó trân trân dông ông hai. Ông cũng ngồi dòm lơm lơm cái xác của mình. Người nhà đã đắp chiếu, thắp nhang cho ông, khói bay nghi ngút. Đốt cho cố vô rồi cay mắt, mạnh đứa nào đứa nấy ngồi quẹt. Cả ghe cứ ngồi thờ thẫn như vậy cho tới khi về tới nhà. Ai sao không biết, chứ cái ghe chở xác ông hai thì đố có con ma nào dám léo hánh đu đeo lôi kéo. Ghe cứ lướt nhẹ tên, không cần kêu họ tên người chết, không cần trả giấy vàng, lặng lẽ thê lương. Ghe về gần tới nhà, bà con ở sớm được tin, kéo nhau đứng đen hết hai bên bờ. Người ta khóc trăm rang như mưa tháng sáu. Nhiều người còn lội hẳn xuống sông để kè ghe ông hai vô. Dòng ông hai ngồi trên ghe chứng kiến cảnh đó thì lòng dạ rối bời, quay đi không dám nhìn thêm.
Đám ma của ông, người ở đâu kéo về đông lắm. Hình như xứ nào mà ông ghé lại giúp đỡ rồi, nay hay tin ông mất, người ta cũng chèo chống tới cho bằng được. Dân nhà quê mà, có cái gì thì tới đem theo cái đó. Có tiền thì nhét cho người nhà phúng điếu, không thì đem theo thịt thà rau củ để nấu nướng đãi khách. Tưởng rằng đám ma chắc sẽ lạnh lẽo lắm, ai dè nó ấm hiểm luôn hả. Ngài đưa xác ông lên tỉnh thiêu, người ta tiễn cũng nghẹt cứng hai bên bờ sông. Hương ngồi trước mũi ôm di ảnh của ông ngoại. Người ta vẽ truyền thần đẹp lắm, mặt ông tươi, mắt ông như cười, an ủi vuốt ve cái tâm hồn non nớt của đứa cháu ngoại tội nghiệp. Tới hồi đưa ông về, ông nằm gọn trong cái hũ nhỏ xíu. Hiếu nhờ người ta gắn gươm cho kỹ hết tro cốt của ông. Hương vừa khóc vừa cầm cuội mai một cái túi vải nhỏ bằng hai ngón tay, nặng nặc xin bà Năm Trầu cho mình chút tro cốt của ông ngoại mà bỏ vô trong đó, rồi khâu lại kỹ càng mà đeo lên cổ. Tội nghiệp, con nhỏ cố gắng hết sức níu giữ từng chút những gì của ông ngoại. Mồ côi, bơ vơ bao nhiêu năm mới được tương phùng với máu mủ ruột rà, có dè đâu. Mỗi người cầm một nắm tro cốt của ông hai mà nhẹ nhàng thả xuống sông. Tụi thằng Tèo nước mắt nước mũi tèm lem, sụt sịt lại từ biệt ông hai sau khi đưa ông về nơi mà ông mong muốn. Hình ảnh ông già quắc thước, cái miệng cười tươi rối, đứng sau lái chiếc ghe tam bản cứ hiện lên trong đầu của từng người. Từ nay ông chỉ còn là ký ức, là hình ảnh mãi không thể phai lật trong tâm trí của mỗi người. Tiếng nhạc đám cưới sập sình vang lên bên nhà con Quyên. Dân sớm bắt đầu rục rịch chải chuốt đầu tóc áo quần cho thiệt đẹp để đi ăn đám cưới. Mấy nay cả xóm chộn rộn nôn nao. Mấy đứa con gái hầu hết đều đã đi lấy chồng, không thì cũng đi làm tuốt trên thành phố. Ở xóm chỉ còn lại mấy bà sồn sồn qua phụ đám tiệc, nhưng mà cũng vui dữ lắm. Mấy bà vừa làm vừa cười nói nhoi hết trơn. Con Quyên thì phụ trách chuyện đi mượn son chảo, chén đũa. Mượn cái nào ghi lại cái đó của ai để biết đường mà nhớ. Thí dụ như chén nhà bà Tư Bốn có làm dấu cộng màu đỏ với đít 50 cái. Chén nhà dì Chín chấm với đít màu xanh 70 cái. Vì gia cảnh cũng đơn chiếc, lại gần xịt với nhau cách có mấy bước chân, hai bên gia đình quyết định gộp lại làm một, tổ chức cho hai đứa. Bà Năm Trầu, bà Năm Ụ với mấy đứa tụi thằng Tèo cũng có mặt. Tụi nó lớn hết rồi nên rạp riết sân siết gì một tay tụi nó lo. Hương với con Thia mần công chuyện xong thì chạy xuồng chở con Quyên ra ngoài chợ xã đánh tóc, làm mặt rồi lấy đồ cưới về. Ai nấy cũng hân hoan khi nhìn thấy cô dâu chú rể e ấp trong bộ đồ cưới. Mọi người đợi qua đám cúng giáp năm của ông hai rồi mới chịu tổ chức đám cưới cho tụi nó. Chứ gần quá, sợ đang làm đám vui vẻ chợt nhớ tới ông mắt cong khóc lên lại khổ. Thấy cái áo dài của con Quyên có cái gì cộm cộm bên hông, cô ba khều dai hỏi: "Nè, mày giấu cái gì trong lưng quần vậy? Hay là quần trọng lưng quá xách cột dây thun vậy bà nhỏ?" "Có đâu mẹ, con lận nặng thun á." "Trời đất thánh thần ơi, rồi lận nặng thun chi? Con ngó thấy mớ thành phần bất hảo trong đám, nhất là có tụi của con Tú Mai à. Cái con này đi đám nào cũng kiếm chuyện quánh lộn hết. Tụi nó mà hó hé, con lấy nạn thun nẻ tới bà nội nữa.
Cô ba tái mặt. Ông nội mẹ ơi, đám người ta trong yên bình muốn chết luôn không được. Nó lại đi canh chừng trông coi có đứa nào quậy, để nó xách nạn thun nó nẻ người ta. Thằng Nâu nhìn bà già vợ mà than. Mẹ, con thấy hồi xưa chắc là ông Bụt nắng nết vợ con đó mẹ. Chưa kịp nắng xong, ông bị bà Tắm đánh động cái bỏ ngang không nắng nữa, thành ra vậy đó. Thôi kệ mẹ vợ con đi, có gì con lãnh hậu quả cho mẹ, mẹ yên tâm. Cô ba chỉ biết cười. Cũng hên là tụi nó chơi chung từ nhỏ tới lớn nên hiểu tánh nhau, chứ khơi khơi làm mai làm mối chắc con của bà bị trả về sớm. Người ta ở ngoài đường bắt đầu đi đông đen, ai nấy xịt dầu thơm thơm phức. Có bà xịt ướt cả áo, đứng gần muốn bể cái lỗ mũi vì cái mùi dầu ba số bãi nó nồng ve sầu. Vậy mà vui lắm nghe. Đi xếp hàng dài trên đường, đi ngang cái đình thần, ai cũng phải dài qua giái chào một cái. Cả năm nay nó đã thành thông lệ, bất kể đi bộ hay đi xuồng, ngang qua mà không giái chào là coi như về nhà bị hành cho sất bất sang bang, phải đổi mâm ra cúng. Bao nhiêu đó là đủ thấy cái uy của kẻ ngự trong đình nó lớn tới nhường nào. Nói khơi khơi vậy đâu có ai tin, ví như hồi nửa năm trước vậy đó. Có ông kia làm nghề bán than, lần đầu tiên đi qua xóm này. Trên ghe ổng đi hai vợ chồng với đứa con gái cũng 17-18 rồi. Cái lúc ghé đằng kia bán than cho người ta, họ đã tốt bụng nhắc ổng về cái chuyện đi ngang đình thần thì nên quay qua giái chào một cái. Ổng cười cười không nói gì. Nhưng khi ra tới giữa sông, ổng mới chửi đổng lên. Mẹ nó, dân tịnh xứ này tình dị đoan dữ vậy trời. Tin thì tin mình ơn đi, bắt tao tin theo nữa chứ. Mẹ con mày không có giái lại gì hết nha, tao thấy tao đập chết à. Hai mẹ con nghe ổng nói vậy cũng sợ, đưa mắt quan sát hai bên bờ. Thì thấy mé bên tay phải quả thiệt có cái đình nằm ngay mé sông chỗ vôi đất. Cái đình màu vàng, lợp ngói đỏ. Trên mái đình còn có hai con nghê màu xanh ngồi chiếm chệ hai bên. Đình tuy nhỏ nhưng nhìn khá uy nghiêm, làm cho lòng của đứa con gái cũng hơi rợn. Lúc đi gần tới, nó không dám giái chào vì biết cha nó đang nhìn từ phía sau. Nó chỉ nhắm mắt lại khấn giái, xin thần ngự trong đình hãy lượng thứ bỏ qua cho gia đình của nó. Ghe vừa chạy tới chỗ cái đình thì đụng phải nước xoáy. Rõ ràng người cha đã quan sát rất kỹ, không hề thấy một cái thứ gì bên dưới nước cần tránh hết. Vậy mà vẫn gặp nạn, chiếc ghe trong phút chốc chìm xuống, tiếng la hét vang động luôn. Bà con trong xóm kéo nhau ra, ai sẵn có xuồng dưới bến thì bơi ra hỗ trợ. Tuy nhiên chỉ cứu được mỗi đứa con gái, còn hai vợ chồng thì người ta phải vô trong đình mà đốt nhang khấn vái tới tận chiều mới đem được xác hai người lên. Đứa con gái khóc nấc kể lại câu chuyện ban sáng. Kể xong tự nhiên nó hước lên một cái, trào máu họng, rồi cũng té gục xuống xác của cha má nó mà đi luôn. Dân tình chứng kiến cảnh đó mà cứ tưởng nằm chim bao. Người ta vừa căm phẫn vừa sợ hãi, nhưng đâu thể nào có gan, có sức mà chống lại với cái tên hung thần ác sát kia. Trong lúc mọi người đang ăn uống vui vẻ chúc mừng vợ chồng của Nâu, từ đâu có một đứa con gái ăn mặc đẹp đẽ bước vô rạp. Chắc là đứa nào đó tới trễ. Bàn gần nhất mau mau nép qua một bên để nhường chỗ cho con nhỏ ngồi. Nhưng nó không thèm ngồi. Bà đi tới trước mặt Nâu với Quyên, hất mặt hỏi. Tại sao bữa nay tập trung ăn uống lễ lạc vui vẻ như vậy mà không ai ra báo với ta một tiếng? Ta trong mắt bọn mì không là gì hết phải không? Cả hai ngơ ra một chút rồi nhìn nhau, không dám nói gì hết. Tại vì cái giọng phát ra đâu phải giọng của con nhỏ này, mà là giọng của một người đàn ông lạ quắc lạ quơ. Thấy có sự bất ổn, bà Năm ù đi ra nhìn chằm chằm vô con nhỏ, rồi mới hỏi. Cho hỏi người có chuyện chi lại nhập xác phàm nhân mà lên đây vậy? Đứa con gái hất mặt qua thằng Nâu.
Thằng nhỏ, mày nói xem. Nâu hơi rung giọng, kề tai bà Năm ủ. Ông thần lên trách sau đám cưới mà ông ra đình khấn báo cho ông một tiếng đó bà Năm. Bà Năm ủ nghe lỗ tai lùng bùng. Cái thằng cha thần này ném về thần kinh mẹ rồi. Đời thuở nào dân muốn tổ chức đám cưới ở nhà người ta mà phải chạy ra đó khấn báo với thằng chả chứ. Thằng chả ngự ở cái đất này gần năm nay chưa thấy cái tích sự gì, toàn thấy gây hại cho dân. Đứa con gái lự mắt nhìn bà Năm, buông ra từng tiếng. Mi đừng tưởng mi nghĩ trong đầu những gì ta không biết. Ta xem bọn mi đều chưa chịu tâm phục khẩu phục phải không? Được, đã vậy thì lần cúng đình tới đây không cần cúng heo như ta yêu cầu lúc trước, mà phải cúng người. Là một đứa con gái đồng trinh, không thì phải là tiểu đồng tử. Nếu không chịu cúng dân thì ta sẽ tự bắt, nhưng kèm theo đó là những thiên tai giáng xuống mà các ngươi không thể ngờ tới đâu. Nói xong con nhỏ xỉu ngang. Người ta chạy tới ẩm nó về, không hay gì kịp. Đám cưới tuy bị mất hứng nhưng vẫn phải tiếp tục. Ai trong lòng cũng lo ngay ngái. Ngày cúng đình còn đúng một tuần nữa, phải làm sao đây? Trong lòng dân nhốn nháo. Phía xa ngoài kia thì dông vía trộn rộn cũng đâu có thua gì. Một bàn tiệc dài bày đầy đủ đồ ăn thịnh soạn được dọn riêng, nhàn khối nghi ngút trên đó. Mấy cái dông ăn không có nổi, cứ ngồi chống tay cạnh hàm, mặt mày rầu rĩ. Ban nãy cũng chứng kiến hết rồi, nghe được hết những gì mà tên ác thần đã nói. Ai cũng lo không biết giải quyết ra sao. Hai Nguyệt từ nãy tới giờ ngồi trầm ngâm không động đậy. Lần đầu tiên cô cảm thấy lòng mình bế tắc như vậy. Khi mà lực bất tòng tâm thì liều cái mạng cũng có ích chi. Giữ cái mạng ở đó mà nghĩ cách giải quyết. Nhưng cách gì? Cả năm nay rồi cũng đâu có nghĩ ra được hướng giải quyết nào đâu. Nguyệt đã từng tìm về xin hỏi ý kiến ông bà xà thần, nhưng cả hai đều lắc đầu. Hai vợ chồng ta rất mừng vì con biết suy tính thiệt hơn, không còn sốc nổi liều mạng như trước nữa. Nhưng muốn làm được chuyện lớn đó, trước tiên phải để cho người khác thấy bản thân con cố gắng ra sao. Ngay chính bản thân con cũng phải nhận ra một chuyện, đó là dùng thực lực của mình mà chiến đấu thì đối phương mới gọi là tâm phục khẩu phục. Chúng ta sẽ giúp con, nhưng không phải là lúc này. Hãy đợi thời cơ chín muồi. Kẻ giành được vị thế cao một cách suôn sẻ thì sẽ luôn tự mãn và bất cẩn. Lùi bước không phải là hèn, mà là thức thời. Từ đó tới nay, Nguyệt chú tâm tu luyện để gia tăng linh lực, cố dặn lòng không phân tâm, không nôn nóng mà làm hư bột hư đường. Chính vì vậy mà khi dông ông hai đã nhớ lại ký ức tiền kiếp, đối với Nguyệt cũng không còn quan trọng nữa. Chỉ nói với ông ấy một câu: chuyện tình cảm riêng tư hãy tạm gác qua một bên. Chàng có thể ở lại giúp ta một tay tiêu diệt ác thần kia, hoặc có thể trở về rừng mà tu luyện tiếp. Ta vẫn sẽ luôn nhớ chàng. Nếu như mình có nhiều kiếp trước, chắc ông hai sẽ lộ ngay dáng vẻ tức giận ngay lập tức. Nhưng lần này thì khác. Bao nhiêu kiếp hiện lên trong đầu, kiếp nào Nguyệt Nhi cũng ở bên cạnh ông ta, yêu thương, chung thủy với ông ta, nhưng ánh mắt luôn đượm buồn rây rứt. Cho tới kiếp này khi ông phải chịu nỗi nhớ thương một người tới đau thắt tim gan, nhưng lại không phải là Nguyệt Nhi. Chợt ông nhận ra mình đã đối xử quá tàn nhẫn với kẻ mà mình luôn nói yêu thương họ và bắt buộc họ phải yêu thương mình. Thì ra tự ông cũng đã ngược đãi bản thân mình trong nhiều đời nhiều kiếp. Chẳng có sự thật nào bẻ bàng bằng một người luôn bên cạnh mình nhưng trong tim luôn chôn chặt một hình bóng khác. Ông cứ nghĩ mãi,
cuối cùng thì cũng đưa ra được một quyết định cho bản thân mình. Ông đứng giữa trời đêm, chắp tay khấn nguyện rất lâu, dồn linh lực bắn thẳng một tia sáng lóa lên không, rồi quay bước bỏ đi trong màn đêm lạnh giá. Quay trở lại thời điểm lúc bấy giờ, cả đám dòng día sau một hồi chán nản thì nhìn nhau, không đứa nào nói với đứa nào. Cả thải rề rề lết lại chỗ Hai Nguyệt. Hai Nanh lên tiếng trước. Chị Hai à, thôi đừng có lo rầu nữa, chuyện gì tới cũng phải tới thôi. Chị quyết định đi, cỡ nào tụi em cũng theo chế hết. Tụi bay đừng theo tao. Cả đám sửng sốt khi nghe câu nói của Nguyệt. Cô tiếp lời. Mỗi đứa một hướng đi. Lần này tao nghĩ là ngọc tan thì đá cũng nát. Mấy đứa kiếm hướng mà đi đi, nhớ đừng có phá làng phá xóm nữa. Lo mà tu tâm dưỡng tánh, đủ duyên thì đi đầu thai đi, không thì ngự ở chỗ nào đó mà phù hộ cho người ta, tồn tại có ít một chút. Con Thẹo miếu máu. Nghe ngài nói vậy mà nói được à? Con Mập chen ngang. Thôi thôi tao lại mày Thẹo ơi, đã đớt mà còn vừa khóc vừa nói nữa, có ai nghe cái gì đâu. Tụt hết cảm xúc bà nó rồi, để tao cho. Nó bắt đầu miếu máu mà hờn mắt. Chị Hài nói vậy mà nói được. Tụi em là một tay chế thu nhận về, dạy dỗ đủ thứ. Mỗi khi tụi em gặp nạn, có khi nào chế bỏ tụi em đâu. Mà bây giờ rớt vô cái hoàn cảnh vậy, cái chế bắt tụi em bỏ chế hả? Chế mà nói vậy nữa, tụi em nghĩ trời với chế cho chế biết. Đội bông đào cũng đẩy Thương lên, đại diện phát biểu cảm nghĩ. Thương thỏ thẻ. Chế Hai à, tụi mình có đứa nào còn sống đâu mà sợ chết. Bất quá tan hồn lạc phách thôi chứ có gì đâu à. Vì đại nghĩa diệt thân, đâu phải cứ muốn là được đâu. Chế cho tụi em theo chế ha. Nguyệt còn chưa biết phải nói gì thì bà Năm ù từ trong nhà đi một hơi ra. Nãy giờ đứng im nghe hết câu chuyện rồi, bà hỏi. Mấy người ham quýnh lộn quá ha, muốn kiếm đường chết mà quên mất con già này ha. Cả đám giật mình nhìn lại, thấy bà đứng sừng sững ở đó, mắt hơi đỏ. Bà hỏi tiếp. Giờ quyết định quánh một trận sống mái nè, mấy người chịu quánh không? Cả đám đồng loạt hô lớn. Quánh. Thế rồi ngày cúng định cũng đã tới. Trời bữa nay không khí có bộ ngột ngạt dữ dội lắm. Đình thần mấy chỗ khác, người ta thường cử ra mấy cái người giữ chức ông quản, ông tề, ông bái. Nhưng ở đây họ vừa sợ vừa ghét, nên không có ai lên tiếng gì hết. Họ dự tính mỗi năm sẽ cử ra một người biết ít đạo pháp, rành chuyện cúng bái, để đứng ra nhận lãnh vai trò mà thôi. Năm nay bà Năm ù được mời làm người đứng ra chủ trì việc nghi thức. Bà Năm trầu cùng với mọi người cũng đứng ra chuẩn bị lễ lạc cho việc cúng bái. Thằng Tí Anh mỗi khi nó hay theo bà Năm trầu lắm, nhưng lần này bà ra ngoài đình thần làm cho nó sợ, nó trốn biệt trong nhà. Hai Nguyệt đã lén khai âm nhãn tạm thời cho bà Năm Trầu với mọi người có mặt ở đó, để có gì bất trắc thì dễ tháo chạy hơn. Tuy lão ác thần đòi cúng người cho lão, nhưng bà Năm ù nói mọi người cứ làm heo mà cúng, bà sẽ lựa lời mà xin, hy vọng lão ta sẽ chấp nhận. Mọi người cùng nghe, làm hẳn hai con heo, con nào cũng vừa đủ tạ, bày lên trên bàn cúng. Trái cây giấy tiền nhang đèn ê hề. Tụi con nít thấy ham chạy ra bu lố nhố bên ngoài để ngóng vô coi, nhưng bị người lớn đuổi hết vậy. Bà Năm ù cầm ba cây nhang cỡ lớn đốt lên, rồi trịnh trọng đứng trước bàn lễ khấn vái. Trời bắt đầu chuyển sang màu tối, mây đen không biết từ đâu kéo về kín cả một vùng. Một số người dân sợ hãi chạy hết về nhà. Bà Năm ù kêu người ta chạy về hết đi. Họ cứ nấn ná ở lại,
nhưng bà Năm trầu rầy biểu phải đi về. Mọi người lui về hết, chỉ còn hai bà Năm ở lại đó. Trước mặt là con sông lớn, sau lưng là một cái đình lạnh tanh, vắng ngắt. Mưa bắt đầu đổ ào ào xuống từng màn trắng xóa. Tiếng sấm sét đì đùng vang lên liên hồi. Lão ác thần xuất hiện từ giữa sông đi vô, mặt giận dữ, phát ra âm thanh như sấm dậy. Lũ người ngu dốt này, dám trái ý ta sao? Bà Năm ù không thèm trả lời, vì bà biết có trả lời hay cầu xin cái tên này cũng vô ích. Bà đưa tay vô túi cầm cái chuông đồng, miệng đọc chú mà lắc lên liên tục. Một đội âm binh của bà hiện lên, đứng chật cả một khoảng. Đội Bông Đào, đội của Hai Nguyệt cũng xuất hiện đứng lừng lững phía sau. Hai Nguyệt bước lên chặn trước mặt hai bà Năm. Lão ác thần nhìn cô cười khinh thường. Lại là con nhỏ này, mi cũng khá đó chứ. Nghe nói một tài mi đã thu rất nhiều trong hồn đem về dưới kia. Lũ yêu ma quỷ quái đụng tới mi đều không có kết quả tốt đẹp phải không? Vậy để ta cho kẻ này đụng tới mi xem sao. Lão phất tay, hiện lên kế bên lão là hình ảnh một tên mặt mày trẻ trung, vận bộ cổ phục màu trắng. Hai Nguyệt nhìn thấy thì mắt khẽ động. Còn hai nanh bước lên đứng gần Hai Nguyệt một chút. Kẻ đó lên tiếng. Nguyệt Nhi, nàng đã phản bội lại lời thề của chính mình. Chính nàng đã xua đuổi ta, vậy thì đừng trách ta nặng tay. Hôm trước ta mềm lòng định bỏ qua cho nàng, nhưng càng nghĩ càng không thể chấp nhận được. Nếu nàng đã xem nhẹ ta như vậy thì chi bằng... Hai Nguyệt còn đang ngơ ngác. Nguyệt Nhi là ai? Hay cái tên khùng đó đang kêu mình hả? Nhưng mà mình là Như Nguyệt mà. Đang động tâm suy nghĩ thì từ đâu một kẻ khác lại xuất hiện, quỳ sụp trước mặt lão ác thần. Cha nuôi. Lão ác thần gật đầu mỉm cười. Đó là một ả áo vải mỏng tang màu đen thước tha, mặt mày đẹp đẽ nhìn qua làm cho hai nanh khẽ nhíu mày. Ả ta lướt nhanh tới đứng trước mặt mà kêu. Nguyệt Nhi, là ta đây. Ta là Ngọc Tuyền đây. Cô quên ta rồi sao? Vậy cô còn nhớ Hắc Linh Miêu hay không? Là Hắc Linh Miêu đó. Cô câm miệng lại cho ta. Hai nanh nạt lớn. Hình ảnh cái tên quỷ đối trơ xương biến đâu mất, mà chỉ thấy đứng đó bây giờ là một thanh niên mặt lạnh như băng, vận cổ phục màu đen, với ánh mắt như tia lửa. Á Ngọc Tuyền bắt đầu lùi lại, miệng cười ha hả liên tục kêu tên Nguyệt Nhi. Hai Nguyệt đầu nghe ong ong, hiện lên liên tục những hình ảnh quen thuộc. Đầu óc loạn cả lên, đau đớn, cô hét lớn rồi quỵ xuống ôm lấy đầu. Tên áo đen nghiến răng lướt tới, đưa tay chộp lấy cổ của Á Ngọc Tuyền, thì bị một cánh tay khác gạt phắt đi. Đó chính là Hai Nguyệt. Mắt Nguyệt chuyển qua màu vàng sáng quắc, cười nửa miệng, thợp nhanh lấy cổ của Á Ngọc Tuyền. Nhanh tới nỗi lão ác thần hay tên áo trắng cũng không kịp giải vây cho Á ta. Nguyệt nghiến răng. Muốn tao chết sao? Thứ đồ ăn cháo đá bát, tao có chết cũng phải lôi mày theo. Nói dứt câu, Nguyệt vận một tầng linh lực, bắt trảo đánh thẳng xuống đầu Ngọc Tuyền mà xoay tay. Á ta đưa tay lên chống đỡ nhưng vô ích. Đòn đánh của Nguyệt dứt khoát thổi nát hồn phách của kẻ đê tiện kia, không kịp cho ả hét lên một tiếng nào. Nguyệt cầm lấy cái đầu với vẻ mặt há hốc của Ngọc Tuyền mà quăng về phía lão ác thần. Lão gạt tay hất bay cái thứ của nợ đó đi. Đúng là thứ vô dụng. Chính ả đã mong men tới xin lão hãy ra tay cứu vớt. Ả sẽ dùng linh lực khơi gợi lại ký ức của Nguyệt Nhi để diệt Nguyệt Nhi nhanh gọn, đỡ tốn sức. Nhưng bây giờ lão chợt nhận ra, khi ký ức quay về
thì nội lực của Nguyệt Nhi cũng theo đó mà hồi phục. Tên áo trắng chính là Bạch Vương. Hắn ta thúc lên: tại sao cô ta không chết? Chà, đáng ra khi nhớ lại ký ức, cô ta sẽ bạo phát linh lực mà chết chứ. Làm sao ta biết được? Nhưng con yên tâm, cha của con bây giờ không phải dễ động tới đâu. Công sức ta bỏ ra tu luyện, trên sinh mạng của bao nhiêu kẻ xấu số kia đâu phải dễ dàng gì. Con đi thu phục thằng điên tiểu hắc đó lại, để ta dạy dỗ nó sau. Để con tiểu tiên ngu ngốc đó cho ta. Bạch Vương dạ một tiếng, rồi lao lên khơi mào cuộc chiến. Lão ác thần phất tay, một đoàn âm binh của lão đồng loạt tràn lên, dụng ý muốn đánh thẳng vô sớm. Từ đâu có hai thân ảnh lớn gấp vài lần cái cột định, bò tới cuộn mình bao quanh lấy khu sớm. Hai cái đầu rắn ngóc lên như hai cái cột chống trời, bất ngờ chút xuống há miệng, khè ra một tiếng. Một áp lực lớn như núi đè ao ạt tràn tới, thổi đám âm binh hồn bay phách tán. Đội bông đào cùng với quỷ cá mập, con thẹo, mỗi đứa dẫn theo một đội âm binh, chia ra làm năm hướng truy đuổi, đánh tan tác những tên bại quân đang tìm cách tháo chạy. Bà Năm Ù là hướng thứ sáu, bà đang đuổi theo một đám tàn quân. Tụi nó tính tuồn xuống nước mà lánh nạn. Bà rút ra một lá bùa lớn màu đỏ chữ vàng, tay kẹp lấy, đưa lên trán đọc lầm rầm khẩu quyết, rồi nói: quá trời đông rồi, lụm làm sao cho xiết chứ. Hốt. Cả đám ré lên vì bị linh lực của lá bùa hút ngược trở lại, nằm im trong đó. Mấy cái dòng lóc cóc len keng đang la lết vòng vòng đó, thì bà đi lượm như người ta lượm củi khô. Thoáng qua một cái, cả dàn binh dưới trướng của lão ác thần đã bị dẹp gọn gàng sạch sẽ. Lão ta tức tối, quyết phải giết cho bằng được hết thải cái lũ phá đám này thì mới yên bụng được. Cơn thịnh nộ bộc phát, lão đưa tay ra, một mũi giáo lóng lánh như kim cương hiện ra. Xung quanh nó là một tầng hơi lạnh ghê người. Mưa rớt trúng nó lập tức đóng băng rớt xuống đất lập bập. Lão nhẹ nhàng chỉ mũi giáo về phía Hai Nguyệt. Một luồng sáng chói mắt nhọn như mũi tên bắn thẳng về phía cô. Nguyệt không nao núng, xoay người điểm lên không trung, tạo ra một kết giới ngăn chặn thứ đang tấn công mình. Kết giới mạnh mẽ giữ mũi tên đứng im. Nguyệt lấy tay vẽ ra một vòng lên kết giới. Nó đột ngột xoay tròn, rồi xoắn nát mũi tên đi. Lão ác thần nhướng mày, dậm chân bay vụt về phía Nguyệt, mà chính thức giao tranh. Bên kia, Bạch Vương với Hắc Linh Miêu đang giáp lá cà, quật nhau ầm ầm ở giữa sông. Người dân chưa bao giờ chứng kiến một trận mưa nào lớn như vậy. Sấm sét thì đầy trời cả buổi không ngớt. Mấy nhà gần đó ngó ra, thấy có hai cái vòi rồng đang hút nước ào ào ở giữa sông. Lâu lâu lại quấn lấy, chồng chéo lên nhau, nhìn đáng sợ vô cùng. Họ không dám nhìn lâu, trốn biệt trong nhà. Có người sợ quá chạy ra đốt nhang bàn thờ gian giái khí thế, cầu ông bà tổ tiên phù hộ cho. Họ đâu biết rằng họ đang nằm trong vòng bảo vệ của vợ chồng xà thần. Nếu mà họ thấy được, chắc sẽ bể tim mà chết mất thôi. Mấy cái dòng bên dưới nép trong đình, đưa mắt quan sát hai cuộc chiến đang diễn ra ngoài kia. Hai đám mây đen kịch xoáy tròn, sấm chớp đì đùng trên không kia chính là Nguyệt và lão ác thần. Phải công nhận một điều là ông ta cực mạnh. Dầu cho Nguyệt có hồi phục lại như ban đầu, thì cũng không thể đấu lại với ông ta lâu được. Lúc này Nguyệt đã thấm đòn, trên người có vài vết thương, khóe miệng máu đã trào ra ướt đẫm. Viên linh châu màu xanh trong tay cô lóe sáng lên, nhưng Nguyệt cắn răng ẩn nó đi, tiếp tục cuộc chiến. Lão ác thần cũng đã mệt, lão ta đang muốn ra đòn quyết định thì Bạch Vương hiện ra, mặt hớn hở nói: Thưa cha, con đã bắt được thằng phán nghịch này rồi, cha cứ yên tâm mà tiêu diệt của ta đi. Tốt lắm, đem nó phong ấn vô chỗ mà cha đã nói với con hôm qua, chờ cha quay về trị tội nó.
Nguyệt bên kia nhìn thấy Hắc Linh Miêu bị trói bởi một sợi dây thần khí, dây thích chặt như muốn xiết tan hồn phách. Chắc có lẽ là thứ mà lão ác thần đã chuẩn bị sẵn cho Bạch Vương thu phục Hắc Linh Miêu. Cô đau lòng kêu lên: "Tiểu Hắc à, có sao không?" Hắc Linh Miêu ngước lên, đem theo ánh mắt đầy yêu thương nhìn về phía Nguyệt. Còn chưa kịp trả lời, gã đã bị Bạch Vương nắm cổ biến đi. Lòng Nguyệt rối bời, căm phẫn, giận bản thân không thể một đấm mà đấm bay hồng phách lão ác ôn đó. Đứa con nào của lão cũng trở thành bàn đạp để lão bước lên cao. Lão già đê tiện nhìn thấu được sự oán giận của Nguyệt. Lão cười nhếch mép, nhắm mắt tập trung để dồn cho đòn quyết định. Chợt lão bị đánh úp bởi một kẻ nào đó. Lão giật mình mở mắt ra, là Bạch Vương và Hắc Linh Miêu. Cả hai đang cố sức siết lấy cổ lão bằng sợi dây thần khí. Ban nãy hai anh em chỉ diễn cho lão xem, chủ yếu là muốn tìm một dây sơ hở của lão để hành động mà thôi. Lão điên cuồng ra đòn với cả hai, nhưng không tài nào đánh bay được hai đứa nghịch tử lì đòn ra chỗ khác được. Hắc Linh Miêu bắt đầu nhắm mắt, khai mở năng lực thiên bẩm, bạo phát hút lấy linh khí từ người ông ta. Một bên thì Bạch Vương ra sức giữ chặt lấy cha mình, cho em trai làm giảm đi sức mạnh của lão. Nhưng lão vốn là kẻ không hề tầm thường, rơi vào tình cảnh đó mà vẫn đủ sức để đánh cả hai tơi tả. Qua giây phút bất ngờ, Nguyệt vẫn hết nội lực, vặn mình biến thành hoàng xà, lao tới đánh bật cả hai ra mà quấn lấy người của lão ta. Cô gắng gượng kêu lên: "Hai người đánh đi, nhanh lên, kết thúc đi." Cả hai nhìn nhau mắt ngấn nước. Chuyện này hoàn toàn không nằm trong dự tính của cả hai, nhưng đó là tình thế bắt buộc rồi. Lão già vận lực tạo thành ngọn lửa bao quanh người, không ngừng thiêu đốt lấy hai Nguyệt. Cô cắn răng siết chặt, nhất quyết không buông. Bạch Vương vặn mình biến thành bạch xà, lao tới phụ Nguyệt siết chặt lấy ông ta thêm lần nữa. Ông ta hiện tại đang ra sức chống đỡ, chưa thể biến hình thoát xác. Hắc Linh Miêu cũng hiện nguyên hình, nhảy phốc lên đỉnh đầu ông ta mà đưa bộ vuốt cắm phập xuống, ra sức hấp thụ linh khí. Cả ba mệt mỏi rã rời, nhưng vẫn chưa đi tới đâu. Tự cảm thấy khả năng không thể cầm cự được lâu dài, cả ba nhìn nhau mà quyết định bạo phát nội lực, quyết tâm phải tiêu diệt được tên ác ôn gây hại cho dân này. Lão ta gợn lên cảm giác bất an gai cả người. Lão ta sức phản đối: "Bọn bị điên rồi, mau thả ta ra nhanh lên. Bạch Vương, ta sẽ nhượng cái đỉnh đó lại cho con ngữ mà. Tiểu Hắc à, ta..." Một tiếng nổ long trời lở đất phát ra giữa thinh không. Tất cả bên dưới té ngồi xuống đất, chứng kiến cảnh tinh phách bay tán loạn giữa bầu trời mây đen đang vần vũ. Tụi con Thẹo khóc không ra tiếng, chỉ có thể ôm mặt nấc lên. Hết rồi, tất cả đã không còn gì nữa rồi. Không còn ai bên cạnh tụi nó, không còn ai phiêu bạt nhân gian mà độ hóa chúng sanh. Hết rồi, hết thật rồi. Cảm xúc của tất cả không khác gì của con Thẹo. Không ai dậy nổi, không ai nói thêm được gì. Trên tầng mây cao, cao hơn cả tầng mây đen kéo mưa kia, đột nhiên hạ xuống một luồng ánh sáng vàng ấm áp. Long thần hiện ra, vẫn dáng vẻ đầy uy nghiêm như bao lần. Bà đưa tay lên, bốn sợi tàn hồn lơ lửng trôi tới. Bà thu vào ba viên linh châu, lần lượt là hai Nguyệt, Linh Miêu và Bạch Vương. Còn riêng lão ác thần, bà thu vào một viên đá nóng đỏ,
sợ linh hồn gào thét không thôi. Vừa hay lúc đó hai vợ chồng xà thần cũng lên tới, vòng tay hành lễ với Long Thần. Bà cười gật đầu rồi nói: Hai người xem con gái ta, thà chịu tan hồn chứ không nhỏ máu lên Linh Châu cầu xin sự giúp đỡ của mẹ nó. Người làm mẹ như ta biết nói gì đây? Rắn bà rụt rè cười gượng: Người bỏ qua cho, chỉ chính ta xúi con nhỏ đó. Ta dạy nó phải biết tự mình bước đi, không nhờ giả hay trông chờ vô ai hết. Ta cũng không ngờ cái bọn trẻ này nó lại quyết liệt như vậy nữa. Long Thần chợt cười, đưa tay vỗ nhẹ lên trán. Quả thật người làm mẹ như ta quá nuông chiều con rồi. Cứ sợ nó gặp khó khăn không gánh nổi lại muốn giúp con. Nếu không có hai người dạy dỗ thì ta dạy hư con ta mất rồi. Thành thật đa tạ. Hai vợ chồng xà thần mỉm cười, vòng tay đáp lễ. Rắn ông hỏi Long Thần: Người dự tính xử lý sao với tụi này? Trước kia thiên mệnh sắp đặt cả ba đứa phải trầm luân dưới tay của cái tên nghịch thiên này. Ngày hôm nay hắn ta phải bị diệt vong dưới tay của tụi nhỏ, âu cũng là sự an bài cả rồi. Mọi thứ chấm hết, từ nay tất cả sẽ được đi theo sự quyết định của bản thân mỗi đứa. Ta cũng không can dự, chỉ nhờ hai người trông giữ tụi nó giúp ta vài tháng ở dương gian đi. Ta cũng có góp chút ít linh lực trong này, tụi nó sẽ mau sớm hồi phục thôi. Thưa Long Thần, vậy còn lời thề của Nguyệt Nhi thì sao? Bà mỉm cười lắc đầu. Cái thằng khờ Bạch Vương này, nó đem hết nửa phần linh khí trong người. Ở giữa trời đất, nguyện phá giải lời thề mà nó buộc Nguyệt Nhi lập ra rồi. Bởi vậy nó sẽ hồi phục lâu hơn hai đứa kia nhiều lắm đó. Hai người ráng săn sóc nó. Rắn ông sụt sịt: Ôi, mấy cái đứa nhỏ này chỉ dối làm người ta đau lòng thôi à. Yêu đương cái giống gì tới nỗi bán mạng vậy không biết nữa. Hai bà nhìn nhau mà cười. Mây đen tan đi, tất cả sự u ám cũng đã qua đi. Sau đêm cúng đình đó, không hiểu vì sao cả vôi đất sạt ầm xuống sông, kéo theo cả đình thần chìm xuống. Lạ một điều là chìm rất sâu. Những người bạo gan lặn xuống nói rằng dưới đó phải đạp lúng một lớp sình mới chạm lên được mái đình. Từ đó sớm trăm bầu bình yên trở lại. Bà Sáu rau cải thì vẫn ế trường tồn, vẫn là cái mỏ khuếch đại thông tin. Công trình du lịch sau thời gian giải quyết giấy tờ các thứ cũng đã hoạt động trở lại. Gia đình bà Năm ù với bà Năm trầu động viên nên cho thằng Nâu trở lại làm việc trong đó. Cưới được 4 tháng thì con Quyên cấn bầu. Chồng nó đi làm, nó hì hụi ở nhà đẻo nạn thung, chờ con nó chào đời thì tặng quà đầy tháng. Hai bà má lắc đầu cười khổ không à. Ôi thay kệ nó đi, làm gì làm miễn nó vui là được rồi. Bà Năm ù năn nỉ hết nước hết cái. Quỷ Cá Mập với con Thẹo vẫn không chịu bà về nhà bên kia. Thấy con Thẹo lại miếu máu, Quỷ Cá Mập đứng ra nói thay: Bé thay mặt thằng Thẹo thưa chuyện với thầy như vậy. Tại giờ nó vừa đớt vừa khóc nữa nên nói không có nghe được gì đâu. Tụi bé đi với chế hai, với ông già quen rồi, giờ không có xa được. Chứ lại về bến đụng mặt ba con mắm cá sặc đó, chửi lộn tối ngày, chắc khô cổ họng chết luôn á. Bà Năm ù cũng đâu biết làm sao, đâu có ép tụi nó được. Vậy là hai đứa lót tót theo chân ông bà xà thần mà về trên núi, chờ ngày ba người kia tụ hồn lại hoàn chỉnh rồi tính tiếp. Bữa đó trời quang mây tạnh, hai Nguyệt hiện ra với hình dáng quen thuộc. Nhưng kế bên không còn là đại ca hai nanh của hai thằng tiểu quỷ nữa, mà là một thằng trai đẹp, tóc trắng bới một cục phía sau đầu, dẫn bộ bà ba giải nâu.
Hai đứa nó thấy vậy thì tỏ ra thái độ lạ lẫm, rồi cái miếu máu khóc ngang. Người đó biến thành hai nanh, bước tới vỗ đầu an ủi. Thôi nín đi, tao không thể nào giữ cái bộ dáng này hoài được. Nguyệt nhớ ra tao rồi. Tao cứ là thằng nanh ba trận mít ức, rồi sao cổ thương tao được. Hai đứa bay có chịu theo anh chế hụt? Cả hai suy nghĩ hồi lâu, mắt nhìn về hướng Diên Linh Châu vẫn đang nằm im lìm ở một bên. Con Thẹo đất đát phân trần. Ngạ gà, em hương ông gà lắm. Em ở đây rồi ông gà. Em heo ai ca ủ gâu rồi. Ai ca cái ghi hài cứ hỏi máy gì chờ gì. Cụi em không thao. Nó nói mà mắt nó đỏ que, ngấn nước. Thằng Mập cũng sụt sịt đòi ở lại đợi ông già. Hai nanh, à bây giờ là hai đen chứ. Hai đen biết cuộc chia ly này không thể tránh khỏi. Anh cũng biết thiệt ra Bạch Vương cũng đã có thể hiện hình rồi, nhưng không muốn Nguyệt khó xử, nên chọn làm kẻ ở lại mà tách sang hướng khác. Hết thải đứng tần ngần bên nhau rất lâu. Rắn bà lên tiếng phá tan bầu không khí ngột ngạt đó. Hiện tại bây giờ hai đứa chỉ có thể hiện hình lên như một cái vong bình thường thôi. Tạm thời chưa lấy được linh lực đâu. Phải cẩn thận trong từng đường đi nước bước. Có gì bất trắc kêu vợ chồng ta liền, biết chưa? Cả hai gật đầu đồng ý. Nguyệt tiến tới Diên Linh Châu, đặt tay lên đó rồi mỉm cười. Kêu là ông già đi cho nó thân thiết ha. Kêu quen rồi, sửa ngại miệng quá à. Ông già, ráng ở lại tu luyện, chờ ngày khôi phục nguyên trạng nha. Hai đứa tôi đi rồi, còn hai thằng quỷ mắc dịch này á, một hai đội ở lợi với ông. Ráng chỉ dạy tụi nó, đừng có nạt nộ tội nghiệp tụi nó, biết không? Hứa với nhau nha, một năm một lần, cứ ngày 7 tháng 7 gặp nhau ở xóm Trăm Bầu. Chỗ mà kiếp này á, tôi gặp lại ông lần đầu đó, nhớ không? Xong cả đám kéo nhau về bên xóm Miễu Đập thăm hết thải tụi nhỏ. Vậy ha. Nguyệt không nói nữa, vì nghe lòng mình nghẹn ngào quá thể. Cảm giác của cô đối với Bạch Vương không phải là yêu, không nồng nàn say đắm như đối với Hắc Linh Miêu. Nhưng nó bình dị, nó sâu đậm, thôi gọi là thương ha. Cả hai rời đi trước ánh mắt đưa tiễn đầy tiếc nuối của hết thảy những kẻ có mặt ở đó. Trên đời này có những đoạn duyên phận khiến cho người ta khắc cốt ghi tâm. Có người chọn cách ở lại, có người rời đi. Chỉ đơn giản một điều là vì người đó chỉ có thể nằm ở trong lòng, chớ không thể bước song song. Không biết chữ thương là gì mà khiến cho nhân thế nặng lòng đến vậy. Còn con nhỏ Hương mới nghiệt. Nó khăng khăng đòi đẩy kia ông hai xuống để nối nghiệp ông mà lên đên sông nước. Bà Năm Trầu cản hết phương, mà con nhỏ lì thôi là lì, không ai nói được hết. Con ạ, con ở lợi nhà bà cô. Bày đi như vậy tao đâu có yên tâm được. Anh hai ông mất rồi, thứ duy nhất có giá trị đối với cuộc đời ông là mày. Ông cũng để lại cho tao rồi. Ở nhà có một người lên đên như vậy, không khổ sao con? Mà mày còn muốn nói gót chứ. Bà cô ơi, con thương bà cô lắm, nhưng mà con cũng thương ông ngoại. Ngoại nằm dưới đó chắc lạnh lẽo lắm. Con lên đên sông nước để bầu bạn với ngoại, thế nào ngoại cũng bảo vệ con. Bà cô đừng lo. Bà Năm thở dài quay đi, ngồi xuống cái bàn trà mà ngó mông lung về phía bến nước. Hiếu cũng có mặt ở đó.
Anh suy nghĩ một chút rồi nghiêm mặt nói với Hương: bà cô dạy em phải rồi đó. Nghĩ làm sao mà thân gái một mình rồi lên đênh trên cái ghe tạm bán cũ như vậy. Hạ nó đục nát hết trơn rồi. Em tính đi một mình em bỏ anh cho ai? Em đừng quên ông ngoại đã gửi gắm em đợi cho anh rồi. Em phải đợi mình làm đám cưới rồi á, thì anh sắm chiếc ghe lớn, hai vợ chồng mình đi. Miễn em vui, thì bất luận ở đâu anh cũng đi với em mà. Hương nở nụ cười thiệt tươi. Lâu lắm rồi, từ ngày ông hai đi, con nhỏ mới có thể thật lòng cười vui vẻ như vậy. Tối đêm đó, Hương với Hiếu ngồi tâm sự với nhau dưới cái sàn nước chỗ mé sông. Thì bên này chỗ gốc dừa cũng có hai kẻ ngồi tựa vô nhau mà hàn huyên. Đen à, tôi nhớ cha già cà chớn với hai đứa kia quá à. Không biết giờ sao rồi ha. Ừ, hay là mình về thăm đi. Thôi, hứa mỗi năm gặp nhau một lần thôi mà, tập cho quen, chứ gặp nhau hoài cũng kỳ. À mà thế nào tôi cũng xin cho được thằng Tí Anh được đầu thai, để mừng con của Hương với anh Hiếu, vậy mới xứng đáng. Tôi thì sao cũng được, quan trọng là mấy người thôi. Bây giờ mấy người nè, muốn tôi biến trở lại thằng thành hai nanh á, tôi cũng biết nè. Miễn mấy người vui thì mận gì tôi cũng mận. Tôi mệt, thằng quỷ xấu ồm. Mà nhắc tới á, tự nhiên tôi nhớ nanh ghê. Một giọng cười khả ố cất lên. Em nè chứ hai nhớ em hả? Trời ơi, thằng nanh siêu cấp đẹp trai, lực sĩ, ngực lép xẹp be sườn lội của chế này nè. Tiếng Nguyệt cười hăng hắc lan ra trên mặt sông, đánh động mấy con ma da nhìn lên lơm lơm, rồi vội vàng lặn xuống biến mất. Chợt đâu đó ngoài xa có bóng chiếc ghe tam bản nhỏ trôi lững lờ theo từng nhịp đưa chèo của một ông già. Ông cất giọng ngâm nga mấy câu, tiếng ông già trầm đục lộng lên trong gió. Tiếng ngâm vừa dứt thì bóng chiếc ghe mờ dần rồi biến mất giữa màn đêm tịch mịch âm trầm. Ai ơi hãy nhớ lấy lời, tu nhân tích đức chớ rời khỏi tâm. Cuộc đời dẫu có thăng trầm, biết sai nên sửa, lỗi lầm tiêu tan. Như vậy là chúng ta đã xong, đi đến những giây phút cuối cùng của series này rồi. Thường thì kết thúc một series Huy sẽ không nói nhiều, tại vì những giây phút chia ly thường thì lời nó sẽ thưa thớt miệng. Chúng ta cùng cảm nhận, cùng nghe truyện và cùng hướng tới những tập truyện mới của Quỳnh nhé. Hẹn gặp lại.